Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 88. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Tiểu đạo cười nói, bởi vì thực lực không đủ, trước đây có người đã phong ấn nơi này, không để nơi này tiếp xúc với người của bên ngoài. Diệp Huyên trầm giọng nói, người đó có phải là tiên tri? Tiểu đạo lắc đầu, không phải, nhưng người mà ngươi nói đã từng đến đây. Diệp Huyên nói, hắn đến đây làm gì? Tiểu đạo suy nghĩ, sau đó nói, không làm gì cả, chỉ là quan sát một chút, có lẽ hắn muốn xem người ở đây có phải mối đe dọa đối với bên ngoài không? Diệp Huyên hỏi, chỉ vậy. Tiểu đạo gật đầu, cũng gần như vậy. Diệp Huyên nói, tiểu đạo cô nương vì sao không thu phí nữa? Tiểu đạo cười nói, bởi vì những điều này đều không phải bí mật gì, ngươi tùy tiện hỏi một người là sẽ biết. Nói thật với ngươi, tuy ta là một người làm ăn, nhưng ta rất có đạo đức nghề nghiệp, ta không phải gian thương. Diệp Huyên gật đầu, ta thiếu chút nữa đã tin rồi. Tiểu đạo cười ha ha. Diệp Huyên xoay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, hắn mở lòng bàn tay, tháp giới ngục xuất hiện, mà lúc này, giọng của tầng 9 vang lên trong đầu hắn, tiểu tử. Ngươi đánh không lại bọn họ, trong điện kia còn có ít nhất 3 cao thủ không yếu hơn 2 người trước mặt đây, trong đó có một hơi thở cực kỳ mạnh, hẳn là trên cả đế quân lúc trước, nếu bọn họ cùng xông lên, 2 người các ngươi đều không chạy được. Diệp Huyên trầm ngâm, sau đó nhìn về phía tiểu phạn, tay phải tiểu phạn nắm chặt thanh thiết kiếm rỉ sắt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tầng 9 lại nói, cô bé rất lợi hại, nếu đơn thân độc đấu. Những cao thủ trong điện kia không ai có thể chắc chắn đánh thắng cô bé, nhưng người ta sẽ không một mình đấu với các ngươi, nếu ngươi khăng khăng muốn đấu, rất có khả năng sẽ hại chết cô bé. Đương nhiên, cho dù ngươi muốn rút lui, cũng phải xem người ta có bằng lòng hay không. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó tháp giới ngục trong tay hắn biến thành kiếm của cô gái váy trắng. Người đàn ông trung niên nhìn thấy thanh kiếm này, đôi mắt chợt nheo lại, phàm kiếm. Ông lão phía sau người đàn ông trung niên cũng biến sắc. Phàm kiếm. Thanh kiếm này không đáng sợ, đáng sợ là chủ nhân của nó. Người có thể biến kiếm thành phàm kiếm, vậy thực lực phải khủng bố đến mức nào? Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, nói, nếu các ngươi đã muốn cậy nhiều đánh ít, cậy mạnh đánh yếu, xem ra, ta chỉ có thể gọi sư phụ của ta đến đánh với các ngươi. Tầng 9 nói, ngươi lại hù dọa người. Mà đúng lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên dữ dội, ngay sau đó, một tiếng kiếm vang vọng, thẳng lên mây xanh. Diệp Huyên ngẩn cả người. Kiếm này có phản ứng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên mừng rỡ. Cô gái váy trắng đang đáp lại hắn. Đúng lúc này, trong thanh kiếm đột nhiên hiện ra một cô gái mặc váy trắng, mặt không chút biểu cảm, hai tay chắp phía sau, trên đầu ngón tay phải. Hai sợi thể khí một trắng một đen đang chậm rãi quấn xung quanh. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, giết sạch. Diệp Huyên. Mà lúc này, cách đó không xa người đàn ông trung niên cười cười, hắn giang hai tay ra, đến đây, cầu giết. Chấm 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 chấm. Cầu giết. Trên không trung, cô gái váy trắng hơi xoay đầu, nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Mà lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, đồ ngu này. Được sống không tốt sao? Cô gái váy trắng nhìn người đàn ông trung niên, hắn ta cười ha ha, các hạ không phải muốn giết sạch bọn ta sao? Còn ngây ra đó làm gì? Vì sao? Cô gái váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay ra từ trong bàn tay nàng. Bay ra một tia kiếm quang yên bình. Kiếm quang này mang đến cho người ta cảm giác đầu tiên chính là rất bình thường. Mà ở phía xa tiểu đạo khẽ nheo mắt lại, trong đôi mắt nàng ta hiện lên một chút nghiêm nghị hiếm thấy. Xa xa, khi người đàn ông trung niên nhìn thấy kiếm này, sắc mặt ông ta cũng lập tức trở nên nghiêm túc, hắn ta không cảm nhận được lực lượng của tia kiếm quang này, cũng bởi vì như thế, hắn ta mới ngưng trọng. Không dám sơ ý. Người đàn ông trung niên mở lòng bàn tay ra. Một cái khiên đen có hình mặt quỷ hiện ra trong tay hắn ta, ngay sau đó, vô số thể khí màu đen đột nhiên tuôn ra từ cơ thể hắn ta, cuối cùng tụ lại vào trong khiên đen mặt quỷ kia. Một tiếng gầm của dã thú đột nhiên truyền ra từ cái khiên đen mặt quỷ kia, ngay sau đó, một đầu yêu thú dữ tợn ló ra từ trong cái khiên, nhưng chỉ là đầu ló ra, thân thể của nó chưa ra ngoài. Yêu thú dữ tợn này nhìn cô gái váy trắng,
há to mồm gầm gừ. Lúc này, mặt đất rung chuyển. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cái khiên này rất lợi hại, sợ là không yếu hơn bao nhiêu so với giáp trúc long của hắn. Lúc này, tiểu đạo ở bên cạnh bỗng nhiên nói, chiến giáp thiên thú, bên trong có một con thú chiến thiên, giáp này không hề yếu hơn so với bộ giáp ngươi mặc trên người. Vật này ở trong tay hắn ta, uy lực được tăng lên ít nhất mấy lần, hắn sử dụng giáp này, cơ bản nghĩ là đưa mình ở vào thế bất bại. Đương nhiên, lần này hắn sai lầm rồi. Xa xa, kiếm quang của cô gái váy trắng kia chém tới. Con thú chiến thiên kia gầm lên lần nữa, nó trực tiếp cắn về hướng tia kiếm quang kia. Nhưng khi mồm của nó tiếp xúc với kiếm quang, đồng tử của nó chợt co rụt lại, ngay sau đó, kiếm lặng yên xuyên qua người nó không một tiếng động, mà vào lúc này cái khiên kia cũng vỡ tan thành mảnh nhỏ. Người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi rõ rệt, hai tay đan mạnh vào nhau, sau đó đẩy về phía trước. Nhưng mà thanh kiếm đã chém nứt hai tay hắn mà không có bất kỳ cản trở nào, cuối cùng lướt qua chỗ yết hầu của hắn ta. Suy! Đầu của người đàn ông trung niên rơi xuống, cùng với máu tươi, cái đầu kia lăn xa mấy trượng trên mặt đất. Lúc này, nơi đây yên lặng giống như bị đóng băng. Một kiếm giết trong chớp mắt. Diệp Huyên nuốt nước bọt, hắn đột nhiên cảm thấy hình như giáp trúc long của hắn cũng chỉ như vậy. Tiểu Phạn vẫn luôn nhìn cô gái váy trắng, cô bé nắm chặt kiếm thiên chu và thiết kiếm rỉ sắt trong tay. Tiểu Đạo ở bên cạnh thì tương đối bình tĩnh. Mà ông lão lục điện vương của Diêm Điện lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Ông ta chưa từng nghĩ người đàn ông trung niên này thế mà bị giết trong chớp mắt, hắn ta là ngũ điện vương, thực lực có thể đứng thứ 5 trong điện, thế mà lại bị giết trong chớp mắt như vậy. Đây là giết trong chớp mắt. Hơn nữa, cô gái trước mắt đây rõ ràng không phải là bản thể. Lúc này, Diêm Điện vô cùng yên lặng, đến tiếng thở cũng không có. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên vội cười nói, sao lần này cô lại xuất hiện? Cô gái váy trắng nói, muốn nhìn ngươi một chút, nên tới thôi. Diệp Huyên. Cô gái váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, khẽ gật đầu, miễn cưỡng tạm được, nhưng vẫn không đủ, kiếm chưa nhập phàm, trước sau cũng sẽ sa sút, phải cố lên. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố gắng. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, bọn họ rất nhiều người nói trên người ta có rất nhiều nhân quả, đây là có ý gì? Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên. Không nói lời nào. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không thể nói sao. Cô gái váy trắng mỉm cười, con người từ lúc sinh ra đã mang theo nhân quả, chỉ là có người lớn có người nhỏ mà thôi, vừa vặn, nhân quả của ngươi khá lớn. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô là đang ngăn chặn nhân quả cho ta sao? Cô gái váy trắng cười nói, người khác nói với ngươi như vậy à? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái váy trắng đột nhiên đi ra khỏi thanh kiếm. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhẹ nhàng vuốt má Diệp Huyên, thế giới này rất phức tạp, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, sống cho tốt là được, đương nhiên, phải cố gắng trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó hỏi, cô mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức nào? Lúc này, tầng 9 cũng vội giỏng tai lên lắng nghe. Đây cũng là điều mà y muốn biết. Cô gái váy trắng nghe thấy câu hỏi của Diệp Huyên, mỉm cười, ta không biết. Không biết. Diệp Huyên nhíu mày, có chút khó hiểu, lúc này, tầng 9 đột nhiên run giọng nói, nàng đã mạnh đến mức không biết mình mạnh đến mức nào nữa rồi. Ông trời ơi! Diệp Huyên! Lúc này, cô gái váy trắng nhìn xuống bụng Diệp Huyên, nụ cười của nàng đột nhiên biến mất. Hiển nhiên, đây là đã phát hiện ra tầng 9 rồi. Dường như đã cảm thấy sự nguy hiểm, tầng 9 vội vàng nói, tiểu tử, mau, mau nói với nàng. Ta không xấu, ta là một người tốt, nói mau đi. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, tiền bối, người cũng thật không có phong thái cao thủ. Tầng 9 cả giận nói, mạng quan trọng hay là phong thái quan trọng? Diệp Huyên. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, y có thành thật không? Diệp Huyên do dự, sau đó nói, y không thành thật. Trong lòng bàn tay cô gái váy trắng đột nhiên hiện ra một sợi kiếm quang, tầng 9 hoảng hốt, mà lúc này. Diệp Huyên lại nói, y rất hoa hòe hoa sói, nhưng y chưa từng có ác ý với ta, còn từng giúp ta không ít, với ta mà nói, là một người tốt. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu,
sợi kiếm quang trong tay nàng lặng yên biến mất. Lúc này, tầng 9 thở phào một hơi, đại ca, lần sau nói chuyện xin hãy nói hết trong một lần, bằng không xảy ra mất mạng đó. Diệp Huyên cười cười, sau đó hắn nhìn về cô gái váy trắng, ta nên xưng hô với cô như thế nào? Cô gái váy trắng trầm lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, gọi tiền bối được không? Cô gái váy trắng lắc đầu, A Thanh đi. A Thanh, Thanh Nhi. Vẻ mặt Diệp Huyên có chút kỳ quái, lúc này, cô gái váy trắng nói, ta cùng nàng ấy vốn là một thể, tên gọi Thanh Nhi cũng chỉ có nàng mới xứng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ấy đã làm rất nhiều điều vì ngươi. Thanh Nhi. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ấy còn có thể xuất hiện không? Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói, đừng nghĩ về những chuyện đã qua. Sắc mặt Diệp Huyên dần buồn bã. Cô gái váy trắng nói, còn có gì muốn hỏi không? Diệp Huyên nói, hình như có ngũ duy kiếp gì đó sắp đến, là thật sao? Cô gái váy trắng gật đầu, phải. Diệp Huyên nói, rất lợi hại sao? Cô gái váy trắng nói, hẳn là sẽ chết rất nhiều người. Diệp Huyên nhìn cô gái váy trắng, cô có chống đỡ được không? Cô gái váy trắng lắc đầu, có một số việc không phải dùng kiếm là có thể giải quyết, kiếp được phân rất nhiều loại, thiên kiếp, sức người có thể chống đỡ, nhưng kiếp của lòng người, thì kiếm không thể giải quyết được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, kiếp, chưa chắc đã là xấu. Có quả tất có nhân, bất kỳ một kiếp nào cũng không phải vô duyên vô cớ mà đến. Diệp Huyên cười khổ, ta nghe vẫn chưa thực sự hiểu lắm. Cô gái váy trắng khẽ cười nói, làm tốt chính mình là được. Nói xong, nàng liếc nhìn xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, nơi này đối với ngươi mà nói, quá nguy hiểm. Muốn ta giết sạch tất cả người ở đây không? Diệp Huyên, tầng 9 đột nhiên run giọng nói, ta. Cô gái váy trắng nhìn xuống bụng Diệp Huyên, ngươi muốn nói cái gì? Tầng 9 vội vàng nói, không không. Ta không muốn nói gì cả. Đúng lúc này, tiểu đạo ở cách đó không xa đột nhiên nói, các hạ, làm như vậy có phải có hơi tàn nhẫn quá không? Cô gái váy trắng nhìn về phía tiểu đạo, ngươi không phục. Diệp Huyên. Tiểu đạo nhìn cô gái váy trắng, nói thật ra, ta không đánh lại ngươi. Cô gái váy trắng nói, vậy câm miệng. Tiểu đạo trầm lặng. Đám người Diệp Huyên không biết, trong vô số những năm tháng này, đây là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với nàng ta, mà nàng ta không làm sao được. Lúc này, Diệp Huyên khẽ kéo tay áo của cô gái váy trắng, sau đó nói, hình như nàng ta biết rất nhiều chuyện, ngay cả cô nàng ta cũng biết. Cô gái váy trắng nhìn thoáng qua tiểu đạo, nàng không quan tâm tiểu đạo, mà nhìn về phía tiểu phạn ở bên cạnh Diệp Huyên. Tiểu phạn theo bản năng lùi một bước, nhưng rất nhanh, cô bé lại bước lên một bước. Cô gái váy trắng nhìn tiểu phạn cũng nhìn cô gái váy trắng, hai người nhìn nhau. Diệp Huyên vội vàng nói, cô bé tên tiểu phạn, quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái váy trắng gật đầu, nàng nhìn tiểu phạn, mở lòng bàn tay ra, thiết kiếm rỉ sắt trong tay tiểu phạn bay đến tay nàng, kiếm bắt đầu hơi hơi rung động. Một lát sau, cô gái váy trắng trả lại cho tiểu phạn. Tiểu phạn đón lấy kiếm. Cô gái váy trắng nhìn tiểu phạn, ngươi cũng không tệ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ta đi đây. Vừa dứt lời, người nàng dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên vội vàng nói, ta nên đi đến đâu để tìm cô. Cô gái váy trắng lắc đầu, khi nhớ người ta sẽ tự đến tìm ngươi. Nói xong, nàng đã biến mất không thấy. Đi rồi. Diệp Huyên ngẩn ngơ, có chút cảm giác mất mát. Chỉ như vậy đã đi rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên vỗ mạnh lên đùi mình, nên để cô gái váy trắng diệt sạch Diêm Điện. Bây giờ thì hay rồi. Lại có thêm một kẻ địch nữa. Tự mình ngốc rồi. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên đi từ trong Diêm Điện ra. Diệp Huyên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, ông lão này cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn người đàn ông trung niên lúc trước. Ở bên cạnh hắn, tiểu phạn cầm kiếm, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này, ông lão kia đột nhiên nói, hai vị, tại hạ là Tống Thành, lão tam điện vương của Diêm Điện, lúc trước Diêm Điện ta đã đắc tội, vẫn mong hai vị thứ lỗi. Xin lỗi. Diệp Huyên ngẩn người. Tống Thành kia đến trước mặt Diệp Huyên,
ông ta chắp tay hành lễ với Diệp Huyên, tiểu hữu, chuyện lúc trước là do Diêm Điện ta không phải, lão phu thay mặt Diêm Điện xin lỗi tiểu hữu và vị cô nương đây, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Diêm Điện ta. Để thể hiện lòng xin lỗi của Diêm Điện ta xin tặng tiểu hữu một món đồ, mong rằng tiểu hữu vui lòng nhận cho. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, một chiếc hộp màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua chiếc hộp, Tống Thành mở hộp ra, bên trong hộp là một chiến giáp màu đen. Diệp Huyên thu hồi ánh mắt, sau đó chỉ áo giáp trúc long trên người mình, cái này của ngươi còn không bằng của ta, ngươi có thể có chút thành ý không? Ông lão do dự, không nói lời nào. Diệp Huyên cười lạnh một tiếng, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm của cô gái váy trắng xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn kiếm, sư phụ, bọn họ khinh thường ta, vậy chính là khinh thường người, người. Lúc này, ông lão kia vội vàng nói, tiểu hữu chờ đã, Diêm Điện ta có một vật không kém hơn so với giáp này của ngươi, đợi ta mang đến cho tiểu hữu. Gương mặt Diệp Huyên không chút biểu cảm. Tất nhiên là hắn muốn vạch rõ rồi. Hắn biết vì sao Diêm Điện này lại đột nhiên tỏ thái độ như vậy, tất cả là vì cô gái váy trắng. Có thể thấy rõ là Diêm Điện vô cùng sợ hãi cô gái váy trắng. Chỉ một phân thân của cô gái váy trắng đã có thể chém chết một điện vương của bọn chúng. À đâu, cũng không thể coi đó là phân thân được, mà chỉ có thể coi là hình chiếu thôi. Nếu như người thật ở đây thì còn khủng khiếp đến mức nào chứ? Mà Diệp Huyên cũng hiểu rõ, bây giờ hắn càng huênh hoang thì sẽ càng an toàn. Sau khi Tống Thành kia nói xong liền quay người rời đi. Còn Diệp Huyên thì kéo Tiểu Phạn đứng chờ ở cửa đại điện Diêm Điện. Tiểu Đạo ở một bên đột nhiên nói, có thể cho ta xem tòa tháp nhỏ của ngươi một chút được không? Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Đạo. Tiểu Đạo cười bảo, ta thấy hứng thú với nó. Diệp Huyên gật đầu, hắn vừa chỉ tay một cái, tháp giới ngục đã xuất hiện trước mặt Tiểu Đạo. Sau khi đánh giá tháp giới ngục một lát, Tiểu Đạo nói khẽ, đúng là không tồi, người tạo ra tòa tháp này chính là thiên tài. Diệp Huyên cười bảo, ông ấy đúng là rất lợi hại. Tiểu Đạo trả lại tháp nhỏ cho Diệp Huyên, lúc người vận hành tòa tháp này có bốn luồng sáng, đó là đạo tắc à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, là đạo tắc. Tiểu Đạo cười nói, nếu ngươi có thể tập trung tất cả đạo tắc trong tháp lại, vậy thì tòa tháp này sẽ càng mạnh hơn nữa. Diệp Huyên trầm giọng, Tiểu Đạo cô nương, có phải chuyện gì trên đời cô cũng đều biết đúng không? Tiểu Đạo cười nói, phải xem tình huống thế nào, tất nhiên, ta chỉ biết rõ quá khứ và hiện tại, còn tương lai thì chịu. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô lợi hại thật đó. Tiểu Đạo nhún vai, loè người cả thôi, cô gái vừa nãy mới có bản lĩnh thực sự. Cô gái váy trắng sao? Diệp Huyên nói, thật ra nàng ấy tốt lắm đó. Tiểu Đạo trừng mắt, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyên cười đáp, ít nhất thì cũng rất tốt với ta. Tiểu Đạo gật đầu, ta có thể nhìn ra điều đó. Nàng ta khá là quan tâm đến ngươi. Diệp Huyên đang tính nói gì đó thì đột nhiên thấy Tống Thành đã rời đi lúc nãy bước ra ngoài. Trong tay Tống Thành ôm một chiếc hộp màu đen, ông ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó mỉm cười, tiểu hữu à, chắc hẳn thứ này sẽ có ích rất lớn với cậu đấy. Diệp Huyên mở chiếc hộp ra, thấy bên trong có một con yêu thú nhỏ. Con thú đó toàn thân đen xì, bề ngoài có vẻ giống một con heo nhỏ, đuôi ngắn cuốn cỡn lại còn hơi nhọn, thoạt nhìn trông có vẻ rất đáng yêu, sau đó chẳng có chỗ nào đặc biệt nữa cả. Diệp Huyên nhíu mày, đây là... Tống Thành cười đáp, tiểu hữu, đây chính là ác thú thượng cổ thú chiến thiên. Chiến lực của nó có thể hủy diệt trời đất được đấy. Hủy diệt trời đất? Diệp Huyên thoáng vẻ nghi ngờ. Thấy vậy, Tống Thành vội vàng chỉ vào Tiểu Đạo cách đó không xa, nếu tiểu hữu không tin thì có thể hỏi Tiểu Đạo cô nương kia. Diệp Huyên nhìn Tiểu Đạo, cô gái này tuy rằng hơi tham tiền, nhưng sẽ không nói dối. Tiểu Đạo khẽ liếc con thú nhỏ đang nằm ngáy o o trong chiếc hộp kia, hắn ta nói không sai, đây là thú chiến thiên, nếu nuôi được nó trưởng thành thì sẽ sở hữu chiến lực vô cùng mạnh. Diệp Huyên hỏi, mạnh tới mức nào? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyên, phải xem nó tiến hóa tới mức nào đã, nếu ngươi cho nó ăn tốt thì sức chiến đấu của nó đúng là có thể hủy diệt trời đất. Lấy ví dụ như này nhé, thú chiến thiên ở thời kỳ đỉnh cao hẳn là có thể cứng rắn chống chọi trước hai kiếm của cô gái vừa nãy mà không chết. Tất nhiên,
nếu như cô gái kia thực sự ra tay nghiêm túc chứ không phải tùy ý như lúc nãy, đừng nói là thú chiến thiên, tất cả mọi loài thú trên đời đều chỉ là mây bay cả thôi. Dù sao thì trong ấn tượng của ta, chắc chắn chẳng có loài thú nào đánh thắng được cô gái đó cả. Nói tới đó, nàng khẽ ngừng lời, sau đó mới tiếp tục, ở thời đại trước, thú chiến thiên là loài xếp thứ hai. Nếu ngươi thật sự có thể nuôi lớn được nó, thì thực lực của nó chắc chắn sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Diệp Huyên trầm giọng, có phải là khó nuôi lắm không? Tiểu đạo thản nhiên nói, Diêm Điện nuôi nó 100 năm, nhưng rốt cuộc nó vẫn như thế này đây. Diệp Huyên, Tống Thành ở một bên gượng ngập cười cười, nhóc con này quả thật là không dễ nuôi cho lắm, nhưng tiểu hữu cũng đâu phải người bình thường. Ta ti chắc hẳn tiểu hữu có thể nuôi nó trưởng thành được thôi. Đây là một cái hố to oành. Diệp Huyên xa sầm mặt, Diêm Điện này đúng là muốn đào bẫy cho hắn mà. Hắn đang tính nói gì đó thì tầng 9 lại đột nhiên cất tiếng, nhận lấy đi. Sức chiến đấu của nhóc con đó còn nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, chắc chắn nhóc con này không dễ nuôi chút nào. Người coi đi, Diêm Điện nuôi nó 100 năm mà nó vẫn thế này, chỉ e ta phải nuôi cả mấy nghìn năm mới có thể để nó trưởng thành mất đi. Tầng 9 nói, người đừng nuôi, để Tiểu Linh Nhi nuôi nó đi. Tiểu Linh Nhi sao? Diệp Huyên thoáng do dự một lát, sau đó gọi Tiểu Linh Nhi. Đến lúc Tiểu Linh Nhi xuất hiện thì Tống Thành liền nheo mắt, tim đập rộn lên, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Chàng trai này đúng là không đơn giản chút nào. Diệp Huyên chỉ vào con thú chiến thiên kia, thích nó không? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua thú chiến thiên, chỉ một lát sau đã sáng bừng hai mắt, cô bé gật đầu thích lắm luôn. Diệp Huyên nói, vậy muội nuôi nó lớn nhé, thế nào? Tiểu Linh Nhi gật đầu, được chứ? Dứt lời, cô bé liền mang theo con thú chiến thiên vẫn đang ngáy o o quay về tháp giới ngục. Tiểu Linh Nhi cứ thế liền có thêm một người bạn nhỏ. Nếu Tiểu Linh Nhi đã thích thì Diệp Huyên cũng chẳng quan tâm thêm về vấn đề có chiến lực hay không gì gì đó nữa rồi. Cứ coi như là mua thú cưng cho cô bé đi vậy. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tống Thành. Tống Thành mỉm cười, Tiểu Hữu, cậu sẽ không hối hận đâu. Diệp Huyên không nói nhiều lời, hắn kéo theo Tiểu Phạn rời đi. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diêm Diện, sau đó cũng quay người rời đi. Tống Thành vội vàng nói, ba vị đi thong thả nhé. Vào lúc đám người Diệp Huyên biến mất ở nơi đường phố xa xa, Tống Thành mới cười lạnh, nuôi lớn sao? Mơ tưởng hão huyền. Con thú chiến thiên kia quả thật không hề đơn giản chút nào, năm xưa nó xếp thứ hai trong bảng xếp hạng chiến lực. Sau khi Diêm Diện lấy được nó về liền dốc hết sức nuôi nấng, thế nhưng bất kể bọn họ có nuôi nó thế nào thì nó cũng không thể lớn nổi. Dòng dã suốt 100 năm. Chẳng biết thú chiến thiên đã ngốn hết bao nhiêu tài bảo quý giá của Diêm Điện rồi. Nhưng vẫn chẳng hề thấy nó lớn, về phần chiến lực thì chẳng có lấy một chút sức chiến đấu nào hết. Chỉ là một con vật thể hiện niềm may mà thôi. Cuối cùng, cả Diêm Điện đành phải từ bỏ nó, cơ mà cũng không thể cứ ném nó đi như thế được. Về phần bán sao, làm gì có ai muốn mua cơ chứ? Có ai biết phải nuôi thứ đồ chơi này như thế nào đâu? Lần này Diêm Điện đưa nó cho Diệp Huyên, quả thật họ cũng chẳng hề đau lòng. Bởi vì chắc chắn con thú chiến thiên đó sẽ ăn cạn ăn kiệt mọi thứ của Diệp Huyên, hơn nữa, nó còn là loại chỉ ăn mà không làm việc. Nghĩ tới đây, Tống Thành liền bật cười ha hả, đúng là vui vẻ cực kỳ. Trên đường phố phía xa, Tiểu Đạo đột nhiên bảo, người không nuôi lớn được nó đâu. Diệp Huyên nhìn Tiểu Đạo, thắc mắc tại sao chứ? Tiểu Đạo cười đáp. Mặc dù thể chất của loài thú này đặc biệt thật, nhưng số tài bảo bình thường căn bản không có ích gì với nó. Diệp Huyên nói, Tiểu Đạo cô nương cũng không biết có thể nuôi lớn đó bằng cách nào sao. Tiểu Đạo mỉm cười, ta biết chứ. Có ba cách có thể nuôi lớn được nó. Thứ nhất chính là tổ khí nguyên chất. Đừng nghĩ nữa, mặc dù khí tím trong cơ thể ngươi cũng là tổ khí, thế nhưng thứ mà chúng ta cần lại là loại tổ khí cực kỳ nguyên chất. Nói cách khác. Trừ phi đó là do một loại tổ thú tự mình dưỡng ra, bằng không thì khí tím trong cơ thể ngươi cũng không có tác dụng quá lớn với nó. Diệp Huyên trầm giọng nói, cách thứ hai thì sao? Tiểu Đạo nói khẽ, ăn đồng loại. Sở dĩ hiện giờ loài thú này gần như tuyệt chủng chính là bởi chúng nó có thể ăn đồng loại để tiến vào giai đoạn trưởng thành. Vốn dĩ ban đầu số lượng rất nhiều,
nhưng dần dần chúng nó cũng chẳng khác tuyệt chủng là bảo. Con thú trong tay ngươi chính là con thú chiến thiên cuối cùng trong thế gian này rồi. Diệp Huyên nhíu mày, tuyệt chủng rồi sao? Tiểu đạo gật đầu, cũng có thể coi là vậy. Nhưng sở dĩ chúng nó diệt tộc chẳng phải chỉ là bởi ăn đồng loại, mà còn một vài nguyên nhân khác nữa. Diệp Huyên hỏi, nguyên nhân gì? Tiểu đạo thản nhiên nói, điều này liên quan đến một câu chuyện xưa, phải thu phí. Diệp Huyên. Tiểu đạo lại nói, còn một cách nuôi nữa, nhưng mà khó lắm, còn khó hơn cả hai cách trước cơ. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cách nào vậy? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, cười bảo, ăn những loài ác thú có cấp bậc cao hơn nó. Theo ta được biết, trong vũ trụ mênh mông rộng lớn này, chỉ có hai loài ác thú mạnh hơn nó mà thôi, một trong số đó chính là ác lai xếp thứ nhất, loài thú này chính là thiên địa đệ nhất ác thú. Nói tới đây, có vẻ nàng nghĩ tới điều gì, thế nên thoáng ngừng một lát, sau đó mới bảo, ở cái thời đại kia, nó chính là loài ác thú đứng đầu. Nếu như thú chiến thiên ăn được nó, à mà cũng chẳng cần ăn, chỉ cần uống một chút máu của nó thôi là đã có thể trưởng thành được rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, chẳng phải cô nói thú chiến thiên xếp thứ hai hay sao? Vậy còn một loài ác thú nữa đâu? Tiểu đạo nói khẽ, loài ác thú còn lại không sống cùng một thời đại với thú chiến thiên. Diệp Huyên hỏi, thực lực thế nào? Tiểu đạo cười bảo, vấn đề này à, phải trả tiền. Diệp Huyên. Tiểu đạo mỉm cười, ba cách trên đều cực kỳ khó khăn, thế nên chỉ e nhóc con này khó mà trưởng thành được. Diệp Huyên nhún vai, không sao, cứ coi như mua vật cưng cho Tiểu Linh Nhi đi vậy. Tiểu đạo cười cười, sau đó nói, ta thực hiện đổi trác với ngươi chút nhé, thấy sao? Đổi trác? Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, đổi trác gì cơ? Tiểu đạo cười bảo, ta dẫn ngươi tới chỗ này. Đó là một di tích trước kia, chắc chắn sẽ cho ngươi rất nhiều lợi ích. Diệp Huyên trầm giọng, vậy ta phải bỏ ra thứ gì? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ta muốn khí tím. Hắn nhíu mày, đang muốn hỏi thêm gì nữa thì lại nghe thấy tiểu đạo cười bảo, đừng hỏi nữa. Bởi vì ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, trừ phi ngươi cho ta rất nhiều khí tím. Diệp Huyên khẽ liếc tiểu đạo, sau đó bảo, tiểu đạo cô nương, ta có thể hỏi cô một chuyện được không? Tiểu đạo cười nói, hỏi đi. Nếu cần thu phí thì ta vẫn quyết định thu phí, không đổi. Diệp Huyên trầm giọng, trên đời này có lục duy không thế? Tiểu đạo mỉm cười, vấn đề này, phải thu phí. Diệp Huyên lắc đầu, ta biết rồi. Tiểu đạo chỉ cười cười mà không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyên lại trầm giọng hỏi, di tích kia là một nơi trốn à? Tiểu đạo mỉm cười, là một nơi có vô vàn kỳ ngộ. Diệp Huyên cười nói, tiểu đạo cô nương. Chắc hẳn cô cũng biết, ta là người chướng mắt mấy thứ bảo vật tầm thường. Tiểu đạo gật đầu, ta biết chứ, nhưng mà chỗ kia chắc hẳn sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Diệp Huyên trầm mặc một thoáng, sau đó hỏi, bao nhiêu khí tím? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, 300 sợi. Diệp Huyên, tiểu đạo lại nói, ngươi sẽ không hối hận đâu. Sau khi im lặng một lát, Diệp Huyên mới lại lên tiếng, chờ chút đã. Dứt lời, hắn liền tiến vào tháp giới ngục. Diệp Huyên đi vào tầng thứ hai, lúc này, Tiểu Linh Nhi đang nói huyên thuyên gì đó với một cái hộp. Ta vừa thu nhận một bé heo nhỏ. Thú vị lắm. Chúng ta cùng nuôi nó nhá. Vui lắm nha. Tiểu Linh Nhi đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Diệp Huyên nghi hoặc, hắn bước tới, nhưng đúng lúc này Tiểu Linh Nhi lại đóng nắp hộp vào, sau đó quay người, chớp mắt nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười hỏi, muội đang nói chuyện với ai thế? Mắt Tiểu Linh Nhi chớp chớp mấy cái, sau đó hơi cúi đầu. Diệp Huyên cười nói, không thể nói à? Tiểu Linh Nhi nói khẽ, bí mật á? Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của Tiểu Linh Nhi, cười bảo, được. Ca ca không hỏi nữa. Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu lia lịa. Diệp Huyên nói khẽ, chúng ta còn bao nhiêu khí tím nữa? Khí tím? Tiểu Linh Nhi mở to mắt, sau đó khẽ mở lòng bàn tay ra, một sợi khí tím liền xuất hiện trong tay cô bé. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, đây là... Lúc này, tầng 9 đột nhiên cất lời, ngốc, đây là tổ khí nguyên bản, chỉ cần có thứ này thì cô nhóc có thể không ngừng sản xuất ra loại khí tím kia, tất nhiên vẫn có chênh lệch rất lớn với linh tổ bản thể. Có điều, ở trong vũ trụ này,
loại khí tím này có thể coi là cực kỳ hiếm thấy rồi. Diệp Huyên có phần kích động, nói cách khác, Tiểu Linh Nhi có thể dùng sợi khí tím nguyên bản này mà sản xuất ra vô số khí tím khác ư. Tầng 9 đáp, cũng có thể nói vậy, chỉ là sợi khí tím nguyên bản này cũng sẽ tới lúc hao hết, tất nhiên là cũng vào khoảng mười mấy năm. Diệp Huyên trầm giọng, ta hiểu rồi. Khí tím căn nguyên. Diệp Huyên thoáng nghi hoặc, hắn nhìn Tiểu Linh Nhi, muội lấy được khí tím bản nguyên này từ chỗ nào? Tiểu Linh Nhi đáp, bạch. Diệp Huyên hỏi, là nhóc con màu trắng kia ấy hả? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Nghe vậy, Diệp Huyên liền hiểu rõ. Khi trước Tiểu Linh Nhi lấy được hai chiếc hộp, ắt hẳn tổ khí bản nguyên này được lấy từ trong đó ra. Tầng 9 đột nhiên nói, đừng để cô gái ngoài kia biết Tiểu Linh Nhi có tổ khí bản nguyên, cô ta rất khao khát loại khí tím này. Cẩn thận chút. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối có thể cảm nhận được thực lực của nàng ta không? Tầng 9 đáp, không được, người này quá mức thần bí. Lúc này nàng ta không chút e sợ cô gái váy trắng, có thể thấy là không hề đơn giản chút nào. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Tầng 9 lại nói, người cũng đừng lo lắng quá, cứ nâng cao cảnh giác một chút là được. Nàng ta đã nhìn thấy thực lực của cô gái váy trắng, sẽ không ngu đến mức làm hại ngươi đâu. Diệp Huyên cười, tiền bối, người không gây khó dễ cho ta cũng là vì cô gái váy trắng sao? Trầm mặc một lát, tầng 9 mới cất lời, nhóc con, nói thật nhé, người khá là được lòng ta. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể làm, chỉ không thể làm ra những chuyện xấu xa bại hoại. Về điểm này, người và ta có phần giống nhau. Diệp Huyên cười hì hì, xem ra tiền bối cũng là người thấu tình đạt lý. Tầng 9 lại nói, nhưng ta cũng không mặt dày được như ngươi, có nhiều lúc ngươi đúng là chẳng biết xấu hổ gì cả. Diệp Huyên. Một lát sau Diệp Huyên mới rời khỏi tháp giới ngục, hắn nhìn tiểu đạo trước mặt mình, tiểu đạo cô nương, di tích cũ trong lời cô nói rốt cuộc là nơi như thế nào? Có nguy hiểm không? Tiểu đạo mỉm cười, người cứ yên tâm, chỗ kia sẽ không khiến người thất vọng đâu. Diệp Huyên trầm giọng, 300 sợi khí tím không phải con số nhỏ đâu đấy. Tiểu đạo chỉ cười mà không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyên mới trầm giọng bảo, được. Ta sẽ cho cô 300 sợi khí tím. Dứt lời, hắn liền chỉ tay một cái, 300 sợi khí tím liền xuất hiện trước mặt tiểu đạo. Tiểu đạo khẽ hé miệng, những sợi khí tím kia liền nhẹ nhàng trôi vào trong miệng nàng ta, chỉ một lát, nàng ta đã lộ ra vẻ mặt say mê. Diệp Huyên khẽ liếc tiểu đạo một cái, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, cô tên tiểu đạo, mà tiệm cầm đồ của cô lại được đặt tên là tiệm cầm đồ thiên đạo, cô không phải là thiên đạo chi linh đấy chứ. Thiên đạo. Tiểu đạo chớp mắt, lắc đầu cười, ta không phải thiên đạo thực sự đã ngủ say trong dòng sông lịch sử đằng đẵng rồi. Về phần thân phận và lai lịch của ta, ngươi phải đưa rất nhiều tiền cho ta thì ta mới có thể nói cho ngươi biết được. Diệp Huyên lắc đầu, ta nghèo lắm. Tiểu đạo cười ha ha, ngươi cũng đâu có nghèo, cứ lấy bừa một bảo vật của ngươi ra đều có giá trị liên thành cả mà. Diệp Huyên cười cười, sau đó nói, tiểu đạo cô nương. Cô có bảo vật gì cực kỳ tốt không? Cho ta mở mang kiến thức với. Tiểu đạo chớp mắt, ngươi sẽ không cướp mất đấy chứ? Diệp Huyên lắc đầu, cô nương nói đùa gì thế? Ta nào dám cướp đồ của cô? Tiểu đạo bật cười ha ha, sau đó khẽ mở bàn tay ra, một chiếc bút lông liền xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Diệp Huyên vội vã hỏi, đây là thứ gì thế? Tiểu đạo mỉm cười, thứ này có tên là bút thiên đạo. Từng là bảo vật tùy thân của thiên đạo tối cao, chiếc bút này đỉnh lắm đó. Diệp Huyên hỏi, đỉnh đến mức nào vậy? Khóe miệng tiểu đạo khẽ cong, chiếc bút này đại diện cho ý chí của thiên đạo, có thể tùy ý điều động sức mạnh của chúng sinh trong chư thiên vạn giới cho bản thân sử dụng. Sự sống chết của sinh linh trong vũ trụ cũng phụ thuộc vào đầu bút, nó có thể tùy tiện chém đứt cả một kỷ nguyên vũ trụ đấy. Diệp Huyên nhíu mày, khoa trương đến mức đó sao? Tiểu đạo cười nói, cũng thường thôi, món đồ chơi này đúng là lợi hại thế đấy. Diệp Huyên nói, hay là cô thử làm mẫu chút đi. Tiểu đạo lắc đầu, không thể thử được. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Tiểu đạo nói khẽ, chiếc bút này là bút thiên đạo, chỉ mình thiên đạo mới có thể sử dụng, hoặc là đứa con mà thiên đạo công nhận cũng được, còn người bình thường sẽ không thể nào sử dụng được nó. Tất nhiên ta cũng làm được. Nhưng tại sao tự dưng lại thử làm gì chứ?
Diệp Huyên thoáng do dự, hay là để ta thử vậy? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi á? Diệp Huyên gật đầu, ta cảm thấy ta cũng khá là may mắn, biết đâu lại là đứa con được thiên đạo lựa chọn trong truyền thuyết thì sao? Tiểu đạo cười ha hả, ngươi thú vị thật đấy, được thôi, cho ngươi thử này. Nếu ngươi có thể sử dụng được thứ này thì ta sẽ cho ngươi luôn. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền nheo mắt, cô chắc chắn chứ? Tiểu đạo gật đầu, chắc. Diệp Huyên nhận lấy bút thiên đạo, lúc cầm vào đến tay thì vẻ mặt hắn cũng ngưng trọng hơn hẳn. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa trong chiếc bút này, nó sâu đến khó lường hệt như vũ trụ mênh mông rộng lớn này vậy. Đúng là không hề đơn giản. Giờ phút này, Diệp Huyên cũng có phần tin tưởng những gì tiểu đạo nói. Hắn khẽ đánh giá chiếc bút thiên đạo trong tay, sau đó truyền huyền khí vào trong bút, nhưng lại chẳng khác nào đổ xuống biển rộng, không hề thấy bất cứ động tĩnh gì hết. Tiểu đạo bật cười, sau đó bảo, có biết tại sao ta lại dám nói như vậy không? Bởi vì ta biết đứa con thực sự mà thiên đạo lựa chọn là ai. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, là ai? Tiểu đạo lắc đầu, không nói với ngươi được. Nàng ta vừa dứt lời thì cũng mở lòng bàn tay ra. Diệp Huyên đang muốn trả bút thiên đạo cho tiểu đạo, thế nhưng đúng lúc này, bút thiên đạo lại khẽ rung một cái. Diệp Huyên lập tức sững người. Tiểu đạo cũng thoáng phần ngơ ngẩn. Có phản ứng rồi. Tiểu đạo cô nương coi này, nó có phản ứng rồi đấy. Tiểu đạo chớp mắt, có à? Diệp Huyên trầm giọng, cô sẽ không đổi ý đấy chứ? Tiểu đạo cười bảo, chắc chắn. Nhưng mà vừa nãy ta cũng nói rồi đấy, nếu ngươi có thể sử dụng được thứ này thì ta sẽ đưa nó cho ngươi. Thứ này chỉ mới dùng một cái mà thôi, không có nghĩa là ngươi có thể sử dụng được nó. Dứt lời, nàng ta liền muốn cầm lấy bút thiên đạo, nhưng lần này bút thiên đạo lại rung lên rõ mạnh, sau đó bộc phát ra một luồng sáng màu trắng bao phủ quanh Diệp Huyên, rồi tiếp theo chui tọt vào giữa trán hắn. Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Nụ cười trên mặt tiểu đạo liền đông cứng. Một lát sau, Diệp Huyên khẽ liếc tiểu đạo và bảo, có vẻ nó nhận ta làm chủ nhân mất rồi. Tiểu đạo trầm mặc. Diệp Huyên thoáng do dự một lát rồi mới nói, cô giận đấy à? Tiểu đạo liếc xéo Diệp Huyên một cái, không hổ lôn tiếng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lại bảo, hay lão ta cho cô 100 sợi khí tím, coi như đền bù nhé. Tiểu đạo nắm chặt hai tay, lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Tiểu Phạn vẫn luôn ngấu nghiến mứt quả ở một bên đột nhiên rút kiếm, có vẻ muốn xuất chiêu. Diệp Huyên cũng nheo mắt, cô bé này sẽ không thật sự giết người luôn đấy chứ. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, người chắc chắn không phải người được thiên đạo lựa chọn. Diệp Huyên do dự một chút mới bảo, đâu ai nói người được thiên đạo lựa chọn chỉ có một thôi đâu. Lỡ có hai người thì sao? Tiểu đạo chỉ nhìn Diệp Huyên mà không thốt câu nào. Diệp Huyên cười nói, tiểu đạo cô nương này, nếu như cô đổi ý thì ta trả lại nó cho cô là được mà. Tiểu đạo hờ hững, ta không phải cái loại thua rồi lật mặt. Nếu bút thiên đạo đã nhận ngươi làm chủ nhân, vậy thì coi như cho ngươi đi. Diệp Huyên thầm cảm thấy vui vẻ, sau đó nói ngay, cảm ơn tiểu đạo cô nương nhiều nhé. Gương mặt tiểu đạo vẫn lạnh tanh, chờ ta ở đây, ta quay về làm chút chuyện đã, nửa khắc sau sẽ quay lại tìm ngươi. Sau đó sẽ dẫn người tới di tích kia. Dứt lời, nàng ta liền quay người rời đi. Diệp Huyên vẫn đứng ở chỗ cũ, khẽ nhắm hai mắt lại, chiếc bút thiên đạo kia không hề tiến vào tháp giới ngục mà lại ở trong thức hải của hắn. Diệp Huyên thử dùng suy nghĩ điều khiển, thế nhưng chiếc bút đó lại hoàn toàn phớt lờ hắn. Diệp Huyên nhíu mày, tiền bối, nó có ý gì vậy? Tầng 9 đáp, nó đang bơ người đó. Diệp Huyên. Tầng 9 lại nói, ta cảm thấy có vẻ chiếc bút này không nhận ngươi làm chủ nhân đâu, nó đi theo ngươi là vì nguyên nhân khác. Diệp Huyên trầm giọng, nguyên nhân gì? Tầng 9 đáp, không rõ, nhưng có thể khẳng định được rằng nó không hề nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Tầng 9 bảo, bởi vì ngươi không phải người được thiên đạo lựa chọn, tất nhiên, người được thiên đạo chọn kia còn có vận may và kỳ ngộ kém hơn ngươi. Người đó chỉ là rác rưởi khi đứng trước ngươi mà thôi. Diệp Huyên. Lúc này, tiểu đạo xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta liếc hắn một cái, sau đó hở hững cất lời, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo dẫn Diệp Huyên đi theo con đường bên phải. Suốt cả đường đi, nàng ta không hề nở nụ cười như trước đó mà chỉ im lặng không nói không rằng,
khiến Diệp Huyên cảm thấy có chút nhàm chán. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên liền nhìn tiểu đạo cô nương, cô còn bảo vật nào khác nữa không? Gương mặt tiểu đạo không chút cảm xúc, không có, ta chẳng có gì sất. Diệp Huyên, ước chừng nửa canh giờ sau, tiểu đạo dẫn Diệp Huyên tiến vào trong một sân viện. Diệp Huyên hỏi, tiểu đạo cô nương, nơi này là? Tiểu đạo nhìn lướt một vòng, sau đó nói, đi qua chỗ này là đến di tích kia rồi. Diệp Huyên hỏi, rốt cuộc nơi đó là di tích gì vậy? Tiểu đạo đáp khẽ, đó là một nơi đã bị lịch sử lãng quên, trong đó có vô vàn cơ duyên, nhưng cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Cơ mà ngươi giỏi thế này, ắt hẳn sẽ không sao đâu. Diệp Huyên trầm giọng, tiểu đạo cô nương không lừa ta đấy chứ? Tiểu đạo mỉm cười, không đâu, thật đấy. Diệp Huyên nom thấy vậy liền có phần sợ hãi. Tiểu đạo chỉ vào một cái giếng cạn, đó là truyền tống trận, nhảy vào trong đó là tới được di tích kia rồi. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, lại hỏi, rốt cuộc nơi đó là di tích như thế nào? Tiểu đạo nói khẽ, một quốc gia đó từng suýt chút nữa đã thống nhất chư thiên vạn giới trong vũ trụ, cũng chính là quốc gia duy nhất ngăn cản được kiếp nạn của ngũ duy từ trước tới giờ. Dứt lời, nàng ta bỗng liếc qua tiểu phạn, sau đó lại nói, năm xưa, quốc gia này từng có một chiến thần siêu cấp, nàng ta được gọi là A-La Bất Bại. Diệp Huyên. A-La Bất Bại. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền có phần hiểu ra. Thời đại Hàn Võ Kỷ. Chắc chắn di tích này có liên quan đến thời đại Hàn Võ Kỷ. Tiểu đạo hờ hững cất lời, vào đó đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, dù sao thì cũng phải vào thôi. Diệp Huyên dẫn theo tiểu phạn đi đến trước cái giếng cạn kia. Cái giếng sâu không thấy đáy, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được sự dao động của sóng năng lượng. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, hỏi tiểu đạo cô nương không vào trong cùng ta sao? Tiểu đạo lắc đầu, ta không vào đâu. Diệp Huyên do dự một lát mới hỏi, tại sao? Tiểu đạo thản nhiên đáp, ta không cần cơ duyên gì hết. Diệp Huyên. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên chỉ tay ra. Một viên đá to chừng ngón tay liền xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nếu ngươi cần giúp đỡ gì thì hãy bóp nát thứ này. Diệp Huyên ngây người, sau đó cất lời, tiểu đạo cô nương, cô tốt thật đó. Gương mặt tiểu đạo không chút cảm xúc, ta ra tay một lần đổi lấy 200 sợi khí tím. Hơn nữa, ta sẽ không giúp ngươi đánh nhau. Diệp Huyên nói, ta thu lại lời vừa nãy nhé. Nói rồi, hắn dẫn theo tiểu phạn nhảy thẳng xuống cái giếng cạn kia. Tiểu đạo vẫn đứng ở chỗ cũ, không nói không rằng một hồi lâu, cũng chẳng hề rời đi. Sau đó, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh tiểu đạo. Ông ta nhìn về phía cái giếng cạn kia, tiểu đạo tiền bối, rốt cuộc đó là người phương nào vậy? Tiểu đạo khẽ liếc ông ta, khóe miệng hơi cong lên, sao, Diêm Điện các ngươi vẫn chưa định buông tha cho cậu ta à? Người đàn ông trung niên trước mặt chính là Diêm Đế chủ nhân của Diêm Điện. Diêm Đế lắc đầu, nào có dám chứ? Tiểu đạo nhìn ông ta, các ngươi cứ nhằm vào cô bé kia mãi chắc hẳn không đơn giản chỉ là muốn luyện chế âm hồn thôi, đúng chứ? Diêm Đế cười khổ, đúng là không gì qua mặt được tiểu đạo tiền bối hết. Ngoài kia có người từng liên hệ với chúng ta, nói là muốn diệt trừ cô bé đó và Diệp Huyên. Tiểu đạo hờ hững bảo, xem ra người kia đã trả cho các ngươi mức thù lao khá khó chối từ đấy nhỉ? Diêm Đế trầm giọng đáp, lần này là do ta ngốc. Tiểu đạo nhìn Diêm Đế, người đúng là ngu hết thuốc chữa. Diêm Đế cười khổ, tiểu đạo tiền bối dạy dỗ đúng lắm. Mặt tiểu đạo không lộ chút biểu cảm, Diêm Đế, nể mặt tổ tiên của các ngươi nên ta khuyên ngươi một câu, tuy Diêm Điện các ngươi đã tổn thất rất nhiều cường giả, nhưng nếu như ngươi không muốn cả Diêm Điện bị diệt thì đừng đi tìm thiếu niên kia nữa. Diêm Đế gật đầu, ta hiểu chứ. Nhưng vẫn không rõ rốt cuộc thiếu niên kia là người thế nào. Tiểu đạo nói khẽ, một người vô cùng phức tạp. Diêm Đế thoáng do dự, sau đó hỏi, cô gái váy trắng kia thì sao? Tiểu đạo nhìn Diêm Đế, cười bảo, một cô nàng ngay cả kiếp nạn của ngũ duy cũng chẳng thèm để mắt tới. Nghe thấy thế, đồng tử của Diêm Đế lập tức co rút, mạnh tới mức đó ư. Tiểu đạo nói khẽ, Diêm Đế, người có biết kẻ đã liên lạc với các ngươi là ai không? Diêm Đế lộ ra vẻ mặt dữ tợn, bất kể đối phương là ai, nếu có âm mưu gì với Diêm Đế ta sẽ...
Tiểu đạo đột nhiên bảo, từ bỏ ý nghĩ báo thù đi. Diêm đế nhìn tiểu đạo, tại sao? Tiểu đạo lắc đầu, kẻ kia không phải người mà diêm đế ngươi có thể động tới đâu. Diêm đế im lặng. Tiểu đạo cười nói, đừng tỏ ra không phục thế. Ta nói ngươi biết, chỉ một thời gian nữa thôi, vào lúc vũ trụ vạn thiên giao hòa, loài người và cường giả của các thời đại khác nhau sẽ chạm mặt. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, tuy diêm điện các ngươi không yếu kém quá, nhưng cũng chỉ có mỗi vậy mà thôi. Diêm đế hỏi, tiểu đạo tiền bối, tình huống đó sẽ xuất hiện là do kiếp nạn của ngũ duy ập tới sao? Tiểu đạo gật đầu. Diêm đế trầm giọng, nếu kiếp nạn đó tới thì phải ứng phó thế nào? Tiểu đạo nhìn về phía cái giếng cạn, mấu chốt phụ thuộc vào hắn. Diêm đế gật đầu, ta đã hiểu rồi. Dứt lời, ông ta liền cung kính cúi đầu với tiểu đạo, đa tạ tiền bối đã cảnh tỉnh. Tiểu đạo nói khẽ, đây đúng là một thời đại khá thú vị. Không biết qua bao lâu sau thì Diệp Huyên mới mở hai mắt ra. Giờ phút này, hắn và Tiểu Phạn đang đứng ngay cổng một tòa thành cổ. Tòa thành này rất lớn, tường thành cao chừng trăm trượng, nhưng lại rất cũ nát, có vẻ từng bị lực lượng mạnh mẽ nào đó phá hủy. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiểu Phạn, vẻ mặt Tiểu Phạn vẫn rất bình tĩnh. Cô bé lại lấy ra một sâu mứt quả để tiếp tục liếm, trong mắt không hề có chút gợn sóng nào hết. Diệp Huyên khẽ xoa đầu Tiểu Phạn, cười bảo chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn khẽ đẩy cổng thành ra, sau đó kéo Tiểu Phạn vào trong thành. Vừa mới bước vào trong thành thì khí tức hoang vu đã phả thẳng vào mặt. Bên trong vô cùng đổ nát, khắp nơi là cảnh tượng thê lương. Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía, trong lòng thoáng nảy sinh nghi hoặc. Rốt cuộc đây là quốc gia gì vậy? Hắn thầm nói trong lòng, tiền bối, liệu có nguy hiểm gì không? Tầng 9 đáp, không cảm nhận được, nhưng vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Diệp Huyên gật đầu, hắn kéo tay Tiểu Phạn đi tiếp vào bên trong. Trong thành cực kỳ tĩnh lặng, bốn phía thi thoảng có gió thổi tới lại càng khiến trong thành lộ rõ vẻ hoang vu. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên đã dẫn Tiểu Phạn bước tới chỗ hoàng cung. Vào giây phút bước tới cửa cung, Diệp Huyên bất chợt ngây sững người. Trước mặt bọn họ là từng hàng cường giả lăm lăm thường thương màu bạc trong tay. Trên người họ mặc giáp sắt, ước chừng lên tới hơn trăm người, thế nhưng tất cả đều nhắm nghiền mắt, không có chút hơi thở nào, tựa như là một bức tượng thôi vậy. Diệp Huyên đi tới trước một binh lính nọ, quan sát thật kỹ một hồi, sau đó lắc đầu, đúng là không hề có hơi thở. Đúng lúc này, Tiểu Phạn ở bên cạnh lại khẽ kéo ống tay áo của hắn. Diệp Huyên nhìn Tiểu Phạn cũng nhìn Diệp Huyên mà không hề cất lời. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Tiểu Phạn chỉ vào miệng mình, sau đó lại chỉ lên tai mình. Diệp Huyên nhíu mày, ý nhóc là có âm thanh sao? Tiểu Phạn gật đầu. Có âm thanh. Diệp Huyên biến sắc, vội nói trong lòng, tiền bối, người có nghe được âm thanh gì không? Tầng 9 im lặng một thoáng mới đáp, không thấy. Diệp Huyên sa sầm mặt mày, hắn nhìn Tiểu Phạn, trong lòng biết rõ chắc chắn Tiểu Phạn sẽ không lừa hắn. Diệp Huyên hỏi, âm thanh gì thế? Tiểu Phạn chỉ vào những binh lính trước mặt. Diệp Huyên cũng nhìn những binh lính đó, ý nhóc là bọn họ đang phát ra âm thanh sao? Tiểu Phạn gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, bọn họ đang nói gì vậy? Lần này thì Tiểu Phạn không hề đáp lời. Diệp Huyên đang tính nói gì đó thì cô bé lại đột nhiên giữ chặt lấy tay hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Uỳnh! Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyên đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đang tràn vào đầu mình. Hắn cũng khẽ nhắm mắt, chỉ một thoáng đã nghe thấy vô số tiếng hô hào dữ dội truyền đến từ bốn phía. A-la! 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 Những tiếng hô kia tựa như sóng chiều, hết đợt này đến đợt khác, rung chuyển cả trời đất. Trong những tiếng hô đó còn xen lẫn cả cảm giác phấn khích, bầu không khí ngập tràn vẻ cuồng nhiệt, kích động và cả kính sợ. A-la! Diệp Huyên nhíu mày, hắn là A-la sao? Nhưng A-la là nữ cơ mà. Hay kiếp trước hắn chính là A-la? Không đúng. Dường như nghĩ tới gì đó, Diệp Huyên lập tức biến sắc, hắn bỗng nhiên mở trừng mắt ra, quay sang nhìn Tiểu Phạn bên cạnh mình, giọng run run, tiền bối, Tiểu Phạn không phải là A-la gì đó đấy chứ? Tầng 9 trầm giọng, rất có thể. Diệp Huyên trầm mặc. A-la bất bại.
Diệp Huyên nhíu mày, thứ mà A-La bất bại trong truyền thuyết cầm chính là kiếm vĩnh sinh. Dứt lời, hắn nhìn thanh kiếm sát dỉ trong tay Tiểu Phạn, kiếm này là kiếm vĩnh sinh. Tiểu Phạn đột nhiên kéo tay Diệp Huyên đi sâu vào trong hoàng cung. Cô bé nhìn cả hoàng cung này, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang mờ mịt. Diệp Huyên lẳng lặng đi theo Tiểu Phạn, cứ thế, Tiểu Phạn đã dẫn Diệp Huyên đi tới trước chính điện của hoàng cung. Ở ngay cửa chính điện có hai bức tượng nam lăm lăm trường đao, thân hình khỏe mạnh cường tráng, ước chừng to gấp 3 lần người bình thường, vẻ mặt họ vô cùng dữ dằn, tưởng như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Hai người họ đi đến chỗ cửa chính của đại diện. Tiểu Phạn kéo tay Diệp Huyên đi về phía trước thì hai bức tượng kia đột nhiên động đậy. Nhìn thấy vậy, Diệp Huyên lập tức biến sắc, trong lòng thầm nâng cao cảnh giác, dường như có thể xuất chiêu bất cứ lúc nào. Thế nhưng hai bức tượng điêu khắc kia lại đột nhiên tránh sang hai bên. Diệp Huyên, Tiểu Phạn lại kéo tay Diệp Huyên đi vào trong chính điện. Hai bên trái phải của chính điện là 10 thị vệ đeo đao mặc áo bào trắng. 20 người này có dáng đứng thẳng tắp, tay trái nắm chặt lấy chuôi đao, mắt nhìn về phía trước nhưng lại hoàn toàn không có hơi thở. Còn ở phía trên cao của đại điện, cũng chính là Long ỷ thì lại có một cô gái đang ngồi. Cô gái kia mặc long bào. Đầu đội mũ phượng, hai mắt khép hờ, cũng chẳng hề có hơi thở nào nốt. Tiểu Phạn dẫn Diệp Huyên đi đến giữa đại điện, cô bé cứ thế nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi trên long ỷ. Đúng lúc này, cô gái kia lại đột nhiên mở bừng mắt. Diệp Huyên khẽ nheo mắt, rốt cuộc cô gái này còn sống hay đã chết vậy? Cô gái trên long ỷ nhìn Tiểu Phạn, người đã quay về rồi. Tiểu Phạn chỉ nhìn nàng ta mà không hổ luôn tiếng. Cô gái đột nhiên đứng dậy khỏi chiếc ghế, chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Phạn, cuối cùng ngươi cũng quay về rồi. Tiểu Phạn nắm chặt lấy thanh kiếm sắt đã rỉ sét, lặng thinh. Cô gái đột nhiên túm lấy tay phải của Tiểu Phạn, sau đó kéo thẳng đến chỗ long ỷ, nhưng tay trái của Tiểu Phạn lại đột ngột vươn ra bám chặt lấy tay Diệp Huyên. Diệp Huyên và Tiểu Phạn cứ thế bị cô gái kia dẫn tới trước long ỷ. Cô gái đột nhiên quay người, trong mắt lộ rõ vẻ hào hứng. Nàng ta hét to, A-la về rồi. A-la, A-la, A-la. Diệp Huyên bỗng nhiên nghe thấy vô số tiếng hô hào giận dữ, người trong cả tòa thành này đều đang hô hoán, trong những tiếng hô đó xen lẫn cả sự hào hứng và cuồng nhiệt cực độ. Nhưng thật ra tòa thành này vô cùng tĩnh lặng, sở dĩ hắn có thể nghe được những âm thanh kia là bởi hắn đang nắm lấy tay Tiểu Phạn. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiểu Phạn, còn Tiểu Phạn thì nhìn chòng chọc trước mặt. Trong mắt thoáng vẻ hoang mang mơ hồ. A-la! Giờ phút này Diệp Huyên có thể khẳng định rồi. Thật ra Tiểu Phạn chính là vị A-la bất bại của thời đại Hàn võ kỳ kia. Một lát sau, Tiểu Phạn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thanh kiếm trong tay cô bé đang rung động cực mạnh. Diệp Huyên nắm chặt lấy tay Tiểu Phạn, trong mắt thoáng lộ vẻ âu lo. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế ước chừng một khắc đồng hồ. Vào lúc Tiểu Phạn đứng cạnh Diệp Huyên đột ngột mở bừng mắt ra, trong mắt cô bé đã ngập tràn lệ khí, cô bé đột nhiên giơ mũi kiếm sắt rỉ sét trong tay lên trời, tất cả tỉnh lại, cùng ta chiến một trận nữa với trời cao. Tiểu Phạn vừa dứt lời, bên ngoài hoàng cung, 100 binh sĩ mặc khôi giáp kia cũng đột nhiên mở trừng mắt, sau đó đồng loạt quỳ một chân xuống. Ở cửa đại điện, hai pho tượng cũng đột ngột xoay người khuỵu một chân xuống, cúi thấp đầu. Còn ở trong điện, 20 thị vệ đeo đao mặc áo bào trắng cũng lập tức quay mặt về phía Tiểu Phạn rồi chậm rãi quỳ xuống. Cùng lúc đó, bên trong cả tòa thành có vô số binh lính bừng tỉnh. Bọn họ cùng quay mặt về phía hoàng cung, chậm chậm quỳ xuống. Cả tòa thành đã sống dậy rồi. Trong đại điện, Diệp Huyên trầm mặc không nói gì. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cả tòa thành đang sục sôi. A-la bất bại. Lúc này, trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Thời đại Hàn võ kỷ, A-la đã từng đối đầu với ngũ duy kiếp, nhưng tại sao nàng ta lại xuất hiện trong thế giới của dị thú kinh? Còn nữa, rốt cuộc thời đại Hàn võ kỷ kia có bao nhiêu người sống sót? Lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, hắn im lặng. Hắn biết, Tiểu Phạn trước mặt có thể đã không phải Tiểu Phạn của trước đây nữa rồi. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên, đi theo ta. Nói xong nàng ta kéo Diệp Huyên và xoay người rời đi. Sau khi người phụ nữ áo bào vàng liếc nhìn Diệp Huyên một cái rồi cũng đi theo.
mà 20 tên thị vệ áo trắng trong điện cũng vội vàng đi theo. Tiểu Phạn dẫn Diệp Huyên ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, 100 binh sĩ khôi giáp vàng đồng loạt hô lên, A-la! A-la! Trong mắt những binh sĩ này ngập tràn sự cuồng nhiệt. Có thể tưởng tượng ra A-la trong mắt những binh sĩ này thần thánh cỡ nào. A-la nhìn những binh sĩ này, nàng ta nhẹ nhàng nâng tay phải lên, toàn bộ binh sĩ đột nhiên ngừng lại. Tiểu Phạn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ta nghĩ đến một số chuyện. Diệp Huyên cười nói, là chuyện tốt. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên không nói lời nào. Diệp Huyên khẽ nói, người vẫn là Tiểu Phạn sao? Tiểu Phạn trầm mặc một lát, sau đó nói, sau này, ta chính là Tiểu Phạn của một mình ngươi. Diệp Huyên sững sờ, sau đó mỉm cười. Hắn biết, tuy Tiểu Phạn đã nhớ lại rất nhiều chuyện nhưng nàng ta vẫn là Tiểu Phạn kia. Đương nhiên, theo như lời nói của nàng ta có thể là Tiểu Phạn của chính mình, bởi vì từ nay về sau, nàng ta hẳn là A-la. Tiểu Phạn đột nhiên nói, sau này ta không thể đi cùng ngươi. Diệp Huyên im lặng. Tiểu Phạn nhìn những binh sĩ trước mắt, nhẹ giọng nói, nơi này đã từng có 10 vạn binh sĩ, mà hiện tại chỉ còn những người này thôi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, là Ngũ Duy Kiếp. Tiểu Phạn gật đầu, Ngũ Duy Kiếp mới sắp đến, ta muốn cùng bọn họ đối mặt. Ta phải bảo vệ Đại Hoang Quốc, đây là trách nhiệm của ta. Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu Phạn quay đầu nhìn về phía người phụ nữ áo bào vàng, bệ hạ, có thể tặng hắn một trận tạo hóa không? Người phụ nữ áo bào vàng mỉm cười, tất nhiên là có thể. Tiểu Phạn gật đầu, nàng ta nhìn về phía những binh sĩ bên dưới, trong mắt hiện lên ý chí chiến đấu, ta quay về rồi. Bên dưới, những binh sĩ đồng loạt hô vang. Bên cạnh A-la, Diệp Huyên nhìn qua những binh sĩ này, thấp giọng thở dài. Đột nhiên không còn Tiểu Phạn nữa, hắn vẫn là cảm thấy có chút gì đó mất mát. Lúc này, người phụ nữ áo bào vàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, các hạ đi theo ta. Diệp Huyên hơi phân vân, sau đó lắc đầu, không cần lợi ích nữa. Tiểu Phạn nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, ngươi có thể khôi phục một ít trí nhớ, nhớ ra bản thân là ai lão ta đã rất vui rồi. Còn về phần lợi ích thì không cần đâu. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên, ngươi đối xử với ta rất tốt. Diệp Huyên cười nói, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng ngươi. Tiểu Phạn gật đầu, ta biết, cho nên ta vẫn là Tiểu Phạn của ngươi. Diệp Huyên đi tới trước mặt Tiểu Phạn, hắn hơi do dự, sau đó nói, có đôi lúc, lưng đeo một vài thứ, mệt chết đi được. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, năm đó nơi này có 10 vạn binh sĩ, còn có 3.000 áo bào trắng, ta chỉ ra lệnh một tiếng, bọn họ không ai lùi bước, cùng ta chống lại Ngũ Duy Kiếp. Mà bây giờ trước mắt chỉ còn lại một ít, trách nhiệm của ta là bảo vệ đế quốc Đại Hoang, bảo vệ bọn họ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, chỉ là, tại sao ngươi lại xuất hiện ở vùng đất Vĩnh Sinh? Tiểu Phạn khẽ nói, mặc dù lúc đó ta chưa ngã xuống, nhưng bị thương nặng. Hơn nữa, trí nhớ bị phong ẩn bởi một số nguyên nhân đặc biệt, cuối cùng ta lưu lạc đến vùng đất Vĩnh Sinh, rồi tới thời đại Bạch Á. Một vị kỳ nhân đã phát hiện ra ta, ông ta thu nhận ta ở vùng đất Vĩnh Sinh. Diệp Huyên thấp giọng nói, vị kỳ nhân kia chính là người tạo ra dị thú kinh ư. Tiểu Phạn gật đầu, ông ta giữ ta lại bên trong, bởi vì ở bên trong ta sẽ tránh được Ngũ Duy Kiếp của thời đại Bạch Á. Nếu không phải ngươi dẫn ta tới đây, với trí nhớ này của ta, e là còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể khôi phục. Diệp Huyên cười cười, nói, bất kể thế nào. Khôi phục trí nhớ là tốt rồi. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên, cảm ơn ngươi đã đối xử với ta thật lòng. Diệp Huyên lắc đầu, ta chỉ làm cho ngươi một ít đồ ăn thôi. Tiểu Phạn nói, ân tình này ta sẽ luôn ghi nhớ. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đừng khách sáo thế. Tiểu Phạn mỉm cười, được. Diệp Huyên nhìn Tiểu Phạn, vậy ta làm ca ca của ngươi đi. Tất nhiên, thực lực của ta không mạnh bằng ngươi. Tiểu Phạn nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, được không? Tiểu Phạn im lặng một lát, sau đó gật đầu, được. Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên, xem như ta đã hiểu ra rồi. Diệp Huyên nhíu mày, hiểu ra cái gì? Tầng 9 nói, muội muội của ngươi, người này lại mạnh hơn người kia. Ngươi toàn quen muội muội mạnh mẽ bá đạo thôi. Diệp Huyên. Lúc này,
Người phụ nữ áo bào vàng đột nhiên nói, các hạ đi theo ta. Tiểu Phạn nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi, người một nhà đừng có khách sáo. Người một nhà. Lời này, Diệp Huyên nghe thật thoải mái, hắn cười ha ha, đột nhiên nói, vậy ta chỉ có thể không khách sáo thôi. Tiểu Phạn gật đầu, đợi ta tới tìm ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn và người phụ nữ áo bào vàng bèn rời đi. Tiểu Phạn im lặng nhìn Diệp Huyên rời đi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, sâu bên trong hiện lên một tia sát ý. Một lát sau, nàng ta xòe lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là một rối gỗ nhỏ. Con rối gỗ này có bộ dạng y hệt nàng ta. Đây là Diệp Huyên khắc cho nàng ta. Một lát sau, giống như nghĩ đến cái gì, Tiểu Phạn nở nụ cười. Xa xa, người phụ nữ áo bào vàng dẫn theo Diệp Huyên chậm rãi đi về phía xa. Trên đường, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, xưng hô với cô nương thế nào? Người phụ nữ áo bào vàng nhìn qua Diệp Huyên, bọn họ đều gọi ta là bệ hạ, nhưng ngươi là bằng hữu của A-La, thì cũng giống như nàng ta, cứ gọi ta là Hoàng Tĩnh đi. Hoàng Tĩnh? Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói, Hoàng Tĩnh cô nương, Tiểu Phạn rất được hoan nghênh ở nơi này sao? Hoàng Tĩnh khẽ nói, nàng ta là thắng lợi của Đại Hoang Quốc ta, là vinh dự của Đại Hoang Quốc. Cũng là niềm kiêu ngạo của Đại Hoang Quốc. Diệp Huyên thấp giọng nói, các ngươi vừa mới vượt qua ngũ duy kiếp sao? Hoàng Tĩnh gật đầu, trận chiến ấy. Nói xong, nàng ta lắc đầu, đã qua rồi, không nghĩ cũng được. Diệp Huyên gật đầu, cũng không hỏi nữa. Vì có thể nhìn thấy từ tòa thành này, Đại Hoang Quốc nhất định thiệt hại nặng nề sau trận chiến đó. Lúc này, Hoàng Tĩnh đột nhiên nói, ngươi quen A-La thế nào? Diệp Huyên cười nói, trong một hoàn cảnh bí mật. Hoàng Tĩnh lại nói, vậy ngươi đến đây kiểu gì? Diệp Huyên thấp giọng nói, là một cô nương tên Tiểu Đạo đã dẫn chúng ta tới đây. Hoàng Tĩnh đột nhiên dừng bước, Tiểu Đạo, chính là cô gái đã mở tiệm cầm đồ Thiên Đạo sao? Trong mắt Diệp Huyên hiện lên một tia kinh ngạc, Hoàng Tĩnh cô nương cũng quen nàng ta sao? Hoàng Tĩnh im lặng. Diệp Huyên trầm giọng nói, sao thế? Hoàng Tĩnh nhẹ giọng nói, cô gái đó không hề đơn giản. Diệp Huyên nói, Hoàng Tĩnh cô nương biết lai lịch của nàng ta sao? Hoàng Tĩnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, đang định nói chuyện thì đột nhiên Hoàng Tĩnh nói, ta chỉ biết là cô gái này cực kỳ thần bí, không ai biết lai lịch của nàng ta, cũng không ai biết thực lực của nàng ta thế nào. Cũng không có ai dám trêu chọc nàng ta. Lần này nàng ta để ngươi dẫn A-La tới đây hẳn là nàng ta đã biết thân phận của A-La. Diệp Huyên gật đầu. Hiện tại xem ra hẳn là không phải đối phương cố ý dẫn Diệp Huyên tới đây, mà là cố ý dẫn Tiểu Phạn tới. Hoàng Tĩnh đột nhiên nói, các hạ có tính toán gì cho sau này không? Diệp Huyên nhìn qua Hoàng Tĩnh, cười nói, cô đang sợ ta ở lại đây sao? Hoàng Tĩnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, các hạ yên tâm. Ta không ở lại đây đâu, ta còn có nhiều việc cần hoàn thành. Hoàng Tĩnh khẽ gật đầu, ta không có ác ý gì, A-La trở về, mà ngũ duy kiếp mới qua, hơn nữa hiện giờ thế giới bên ngoài hỗn loạn, vì thế Đại Hoang Quốc chúng ta lựa chọn tạm thời ở ẩn. Diệp Huyên gật đầu, lựa chọn thế này cũng được. Quả thật hiện tại bên ngoài rất loạn, thời đại Bạch Á, thời đại Hàn Võ Kỷ, còn có người đàn ông áo trắng nữa. Tóm lại các thế lực lộn xộn đều xuất hiện. Hoàng Tĩnh đột nhiên lại nói, A-La kêu ta tặng cho ngươi một trận tạo hóa, ngươi có biết tạo hóa gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, có điều, con người ta không tham lam, các hạ tùy tiện cho ta chút gì đó là được. Hoàng Tĩnh liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi sẽ thích nó. Diệp Huyên cười nói, ta rất mong chờ. Chỉ chốc lát, Hoàng Tĩnh đã dẫn Diệp Huyên một cái hồ đằng sau Hoàng Cung. Hoàng Tĩnh chỉ vào một cái đình nghỉ chân nhỏ phía xa xa trên mặt hồ và nhẹ giọng nói, đó là đình Minh Kiếm, là nơi A-La từng ngộ đạo. Đi thôi. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó nói, nơi ngộ đạo. Phàm kiếm. Hoàng Tĩnh gật đầu, có thể ngộ hay không phải xem cơ duyên của ngươi. Đi thôi. Diệp Huyên trầm mặc một lát, gật đầu, sau đó hắn nhẹ nhàng nhún chân, thả người bay về phía cái đình nhỏ kia. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Tiểu Phạn xuất hiện bên cạnh Hoàng Tĩnh. Hoàng Tĩnh nhẹ giọng nói, A-La, hiện giờ tình huống bên ngoài thế nào rồi? Tiểu Phạn khẽ nói, quần ma loạn vũ. Hoàng Tĩnh nhìn về phía Tiểu Phạn,
Tiểu Phạn nói, đây là một cái thời đại hỗn loạn, tất cả các cường giả của các thời đại đều tập trung tại thời đại này. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng ta xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không, cuối cùng đi tới hư vô duy độ trong truyền thuyết. Nếu phải phân chia tam đại cấm địa về độ mạnh yếu thì không nghi ngờ gì nữa, chính là hư vô duy độ. Bởi vì thời gian tồn tại của hư vô duy độ là lâu nhất, cũng thần bí nhất. Cho tới bây giờ, sau khi đi vào mà khi trở ra còn sống chỉ có duy nhất một người chính là tiên tri. Khi ánh mắt của A-la nhìn đến hư vô duy độ, ở bên trong phần mộ vô tận kia, một lão già lưng còng đột nhiên dừng bước, ông ta nhẹ nhàng quét lá rụng trước phần mộ kia, sau đó quay đầu nhìn lại, hay cho một A-la bất bại. Hai mắt cách nhau cả tinh không. Bên hồ, Tiểu Phạn không thay đổi sắc mặt, xưng hô thế nào. Lão già trông coi mộ lắc đầu, không nhớ được tên. Tiểu Phạn nhìn thẳng vào ông cụ trông coi mộ, ta có thể đến nhìn một chút không? Lão già trông coi mộ lại lắc đầu, nơi này không hoan nghênh người ngoài, xin thứ lỗi. Tiểu Phạn cũng không miễn cưỡng, lập tức gật đầu, hiểu rồi. Giống như nghĩ đến cái gì, nàng ta lại hỏi, có ai từng đến xem không? Lão già trông coi mộ trầm mặc một lát, sau đó nói, rất nhiều năm về trước, có một người đàn ông mang theo một cái tháp nhỏ đến đây. Ông ta đi vào nhìn một chút sau đó lại đi ra ngoài. Tiểu Phạn hỏi, chỉ có một người. Lão già trông coi mộ lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói, có một người đàn ông mặc thanh sam đã dẫn hai tên nhóc kia tới, hai tên nhóc kia đã dùng hai sâu kẹo hồ lô để đổi lấy hai báu vật của ta. Quả thật chính là thổ phỉ. Bên trong giọng nói mang theo một phần bất đắc dĩ. Trước mặt hồ, Tiểu Phạn im lặng không nói gì. Một lát sau, ông lão trông coi mộ đột nhiên nói, nơi đây đều là những người đã ăn giấc ngàn thu, không muốn người khác đến quấy rầy, mong các hạ thứ lỗi cho. Nói xong ông ta đi về phía xa, rất nhanh, người đã biến mất. Tiểu Phạn thu hồi ánh mắt, hoang tĩnh ở bên cạnh nàng ta khẽ nói, chuyện gì thế? Tiểu Phạn nhìn về phía hư vô duy độ, nhẹ giọng nói, nơi đó không đơn giản. Nghe vậy, hoang tĩnh khẽ cau mày, người cảm thấy không đơn giản sao? Tiểu Phạn gật đầu, vẻ mặt hoang tĩnh trở nên nghiêm trọng. Nàng ta hiểu rất rõ tính tình và thực lực của A-la, chuyện có thể khiến A-la cảm thấy không đơn giản cực kỳ hiếm thấy. Một lát sau, hoang tĩnh thu hồi suy nghĩ, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên đang ở bên trong đỉnh đằng xa, hắn là người phương nào. Tiểu Phạn nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ nói, một người không tồi. Hoang tĩnh liếc nhìn Tiểu Phạn, gật đầu, đã là bằng hữu của người thì cũng chính là bằng hữu của Đại Hoang Quốc chúng ta. Tiểu Phạn đột nhiên hỏi, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Hoang tĩnh cười nói, nên hỏi ngươi có tính toán gì không? Tiểu Phạn nhìn về phía Hoang tĩnh, ngươi là vua của Đại Hoang Quốc. Hoang tĩnh lắc đầu, A-la, ngươi là chiến thần của Đại Hoang Quốc, cũng là tín ngưỡng của Đại Hoang Quốc ta, ngươi còn quan trọng hơn người làm vua như ta nhiều. Tiểu Phạn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta chỉ muốn bảo vệ Đại Hoang Quốc. Hoang tĩnh nhìn Tiểu Phạn, ta biết, không chỉ có ta biết mà phụ vương ta cũng biết cho nên ông ấy mới tặng thanh kiếm này cho ngươi. Ngôi vị hoàng đế. Ba vị vua của Đại Hoang Quốc đều là những người có tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng đều không hề giữ lại chút tín nhiệm đối với Tiểu Phạn. A-la trở thành chiến thần của Đại Hoang Quốc, nguyên nhân không chỉ là do thực lực của nàng ta, mà còn liên quan đến sự tin tưởng từ ba vị vua tài trí kiệt xuất của Đại Hoang Quốc. Kỳ thực rất ít người biết, bất bại A-la một thời dũng mãnh này thật ra là một cô nhi được một vị vua nhặt được. Vị vua kia nuôi nấng nàng ta, bồi dưỡng nàng ta, đối xử với nàng ta như con gái ruột. Cả cái Đại Hoàng Quốc này không ngờ, chính cô nhi này về sau đã trở thành chiến thần của Đại Hoàng Quốc. Cùng chính vì A-la mà Đại Hoàng Quốc trở nên mạnh mẽ đến thế, suýt chút nữa đã thống nhất được vũ trụ chư thiên vạn giới. Nếu không phải ngũ duy kiếp và thời đại kia, thật sự không ai có thể ngăn được bước đi của A-la. Có thể nói nếu A-la làm vua, năm đó cả Đại Hoàng Quốc không ai có thể cản được. Nhưng nàng ta không làm thế. Vì thế chỉ cần vua của Đại Hoang Quốc không ngốc sẽ không nghi ngờ hoặc đố kỵ với A-la. Lúc này, Tiểu Phạn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên bên trong đình, để hắn yên tĩnh ngộ đạo, đừng để người khác đến quấy rầy hắn. Ta đi gặp người phụ nữ kia. Hoang tĩnh gật đầu, được. Tiểu Phạn xoay người rời đi,
giống như nghĩ đến cái gì, nàng ta dừng bước, sau đó nói, lần này chúng ta vẫn là không có đường lui. Nói xong, nàng ta biến mất ở đằng xa. Hoàng Tĩnh im lặng đứng tại chỗ. Năm đó Đại Hoàng Quốc đối mặt với ngũ duy kiếp cũng không có đường lui. Mà trận chiến đó, Đại Hoàng Quốc đã bị tàn phá thành những mảnh vụn. Lần này, Đại Hoàng Quốc vẫn không có đường lui. Tiệm cầm đồ thiên đạo, bên trong vô biên thành. Tiểu đạo nằm bò lên quầy, đang ngủ gà ngủ gật. Tiệm cầm đồ vắng tanh, rất ít người tới. Đúng lúc này, tiểu đạo đang nằm bò trên quầy đột nhiên ngẩng đầu. Ngoài cửa có một cô gái nhỏ đang đứng. A la! Tiểu đạo khẽ cười nói, nên gọi ngươi là tiểu phản hay là A la? Tiểu phản nói, A la. Nói xong, nàng ta dừng lại một chút sau đó mới nói tiếp, tên tiểu phản này chỉ thuộc về mình hắn. Tiểu đạo chớp chớp mắt, xem ra ngươi có cảm tình đối với cái người kia. Tiểu phản đi đến trước quầy, nàng ta nhìn tiểu đạo, ngươi để hắn đi tới Đại Hoang Quốc là vì ta. Tiểu đạo cười nói, quả thực là vì ngươi. Tiểu phản nhìn tiểu đạo, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu đạo lắc đầu cười cười, A la, vấn đề này cần thu tiền đấy. Tiểu phản trầm mặc. Tiểu đạo đột nhiên nói, có điều ta có thể nói cho ngươi một chuyện miễn phí, đó chính là tất cả các cuộc gặp gỡ, đều là những cuộc gặp gỡ định mệnh, cũng là do con người can thiệp. Nghe vậy, tiểu phản nhất thời híp mắt lại, ngươi có ý gì? Tiểu đạo cười nói, thực ra chính ngươi cũng hiểu rất rõ rồi. Nếu ta đoán không sai, sau khi ngươi tỉnh giấc, ngươi đã từng có sát ý với Diệp Huyên kia, đúng không? Tiểu phản im lặng. Tiểu đạo khẽ cười nói, ngươi bị người ta tính kế, mà sau khi ngươi khôi phục trí nhớ đã phát hiện ra điều đó, cho nên ngươi nổi lên sát ý với hắn. Nhưng ta không biết vì nguyên nhân gì ngươi lại buông tha không giết hắn. Tiểu phản không thay đổi sắc mặt, các hạ cũng biết nhiều đấy. Tiểu đạo cười cười, sau đó nói, người tính kế ngươi cũng rất lợi hại, ngươi đừng tức giận, đối phương cũng không có ác ý gì. Hơn nữa đối phương đánh nước cờ này, ba phần là sắp đặt bảy phần là ý trời. Ngươi và Diệp Huyên quen nhau, hơn nữa quan hệ lại tốt như thế, chính là càng nhiều ý trời như thế. Ta biết loại cường giả cấp bậc như ngươi cũng chẳng thèm quan tâm ý trời, nhưng bao nhiêu năm qua không ai có thể chạy thoát khỏi hai chữ này. Nói xong nàng ta dừng lại một chút. Sau đó chỉ ngón tay lên phía trên và nói tiếp, nhìn trời cần phải kính nể một chút mới được. Tiểu phản nhìn tiểu đạo, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tiểu đạo khẽ cười, đối phương tính toán rất lớn. Tiểu phản nhíu mày, chống lại ngũ duy kiếp. Tiểu đạo lắc đầu, ngươi quá xem thường đối phương rồi. Đối phương bày một trận lớn như vậy không thể nào chỉ đơn giản là để chống lại ngũ duy kiếp được. Tiểu phản thấp giọng nói. Rốt cuộc vì cái gì mà kiếp nạn này được sinh ra? Không ai biết vì sao ngũ duy kiếp lại xuất hiện và xuất hiện thế nào. Cho dù là A-la đã từng chống lại ngũ duy kiếp cũng không biết. Chỉ biết là mỗi lần ngũ duy kiếp xuất hiện sẽ làm cho một thời đại biến mất. Tiểu đạo lắc đầu không nói gì. Tiểu phản nhìn tiểu đạo chờ đáp án. Một lát sau, tiểu đạo nhẹ giọng nói kiếp từ tâm mà ra. Thay vì nói ngũ duy kiếp. Không bằng nói kiếp chúng sinh. Còn về phần khác ta cũng không tiện nhiều lời. Nói nhiều các ngươi lại thấy ta phản loài người, phản chúng sinh. Cho nên ta nói ít đi vẫn hơn. Tiểu phản im lặng. Tiểu đạo mỉm cười, còn gì muốn hỏi không? Chỉ cần không phải là một số chuyện đặc biệt, ta có thể trả lời ngươi, coi như là nói chuyện phiếm. Dù sao ta cũng là nể mặt mũi của A-la. Tiểu phản nhìn về phía tiểu đạo, tại sao bút của thiên đạo lại nhận hắn làm chủ? Vẻ mặt tươi cười của tiểu đạo đột nhiên đông cứng lại. Bút thiên đạo. Đó chính là siêu thần khí từ thời xa xưa. Cho dù là kiếm thiên chu của Diệp Huyên cũng không bằng. Tuy cấp bậc của phàm kiếm cực kỳ cao nhưng người bình thường căn bản không thể dùng phàm kiếm. Cũng chỉ có chủ nhân của phàm kiếm mới có thể phát huy sức mạnh thực sự của nó. Cho nên nếu nói về tính hữu dụng thì loại bảo vật như bút thiên đạo này khẳng định là có giá trị hơn. Một lát sau. Tiểu đạo nhàn nhạt nói, vậy chiếc bút kia không nhận hắn làm chủ. Tiểu phản nói thế là sao? Tiểu đạo không thay đổi sắc mặt, chúng ta có thể đổi một nơi vui vẻ để nói chuyện không? Tiểu phản gật đầu, vấn đề cuối cùng, ngươi có bị tính kế không? Nghe vậy, tiểu đạo híp hai mắt lại. Tiểu phản cũng không nói gì, đứng dậy rời đi.
Bên trong tiệm cầm đồ chỉ còn lại một mình Tiểu Đạo. Một lát sau, Tiểu Đạo lắc đầu cười sau đó lại tiếp tục ngủ. Trong đình, Diệp Huyên đang ngồi trên đất, hắn có hơi mông lung. Ý tứ của Tiểu Phạn rất rõ ràng, muốn giúp hắn lĩnh hội phàm kiếm. Nhưng phải thế nào mới có thể trở thành phàm kiếm? Hắn đã ở trong này giác ngộ một canh giờ rồi nhưng không có thu hoạch gì. Mà loại chuyện này hắn căn bản không thể đi hỏi người khác, không ai giúp được hắn cả. Bên hồ, Diệp Huyên nhìn nước trong hồ, nước hồ rất trong có thể nhìn thấy cả đáy. Sâu bên trong đáy hồ còn có cá bơi qua lại. Phàm là thế nào? Diệp Huyên nhìn đáy hồ, rơi vào trong suy tư. Rất nhanh sắc trời đã tối, Diệp Huyên vẫn còn ngồi bên trong đình. Bầu trời không trăng không sao, một mảnh u ám. Diệp Huyên cứ ngồi lẳng lặng như vậy, xung quanh thi thoảng có gió lạnh thổi tới, gió lạnh đi qua khiến mặt hồ gợn lên từng gợn sóng. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, một vòng mặt trời màu đỏ chậm rãi nhô lên khỏi chân trời. Diệp Huyên nhìn về phía mặt trời đỏ au, đột nhiên mỉm cười. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, Diệp Huyên vẫn cứ ngồi trong đình. Trong khoảng thời gian này cũng không có ai đến quấy rầy hắn. Khoảng nửa tháng sau, Diệp Huyên đang ngồi khô héo đột nhiên đứng dậy, hắn vươn vai, sau đó cười nói, tiền bối, ta hiểu rồi. Tầng 9 nói, hiểu cái gì? Diệp Huyên xòe tay phải ra, kiếm thiên chu xuất hiện trong tay hắn, hiểu được phàm kiếm là gì? Tầng 9 nói xem nào. Diệp Huyên cười nói, thực ra phàm kiếm chỉ là bình thường, đơn giản. Chúng ta không nên nghĩ nó phức tạp như vậy. Nói một cách đơn giản chính là quy luật tự nhiên, thủy triều lên xuống, sinh lão bệnh tử, trời tối trời sáng, mặt trời mọc mặt trời lặn này kia thật phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Tâm không còn tạp chất thế giới liền đơn giản, lòng người phức tạp thế giới sẽ phức tạp. Nói xong hắn nhìn kiếm thiên chu trong tay, cười nói kiếm chính là kiếm, tại sao lại lấy phàm để nói. Một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên phóng thẳng lên trời cao từ trong cơ thể Diệp Huyên. Giờ phút này, toàn bộ đại hoang quốc đều nghe thấy tiếng kiếm. Bên hồ đột nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ. Tiểu Phạn. Không lâu sau khi Tiểu Phạn xuất hiện, Hoàng Tĩnh cũng xuất hiện bên cạnh Tiểu Phạn. Hoàng Tĩnh nhìn cái đỉnh kia, nhẹ giọng nói, hắn thành công rồi. Tiểu Phạn gật đầu, nằm trong dự đoán. Hoàng Tĩnh nhìn về phía Tiểu Phạn. Tiểu Phụ nói tâm của hắn rất mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này sẽ cản trở kiếm đạo của hắn, khiến cho kiếm tâm cũng mơ hồ, chỉ cần hắn ngồi xuống, tĩnh tâm lại, hắn sẽ hiểu được rất nhiều chuyện. Hoàng Tĩnh nói, không bằng cứ để hắn ở đây. Tiểu Phạn lắc đầu, không thể. Chấm hỏi. Hoàng Tĩnh có chút khó hiểu, tại sao? Tiểu Phạn khẽ nói, hắn còn rất nhiều chuyện cần làm, mà những chuyện này của Đại Hoang Quốc chúng ta tốt nhất đừng để hắn dính dáng đến. Hoàng Tĩnh híp mắt lại, ngươi là nói nhân quả trên người hắn sao? Tiểu Phạn gật đầu. Hoàng Tĩnh nói, ngươi chém không đứt sao? Tiểu Phạn lắc đầu, nhẹ giọng nói, không thể chém, trừ phi giết hắn. Hoàng Tĩnh trầm mặc. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt hai người Tiểu Phạn. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu phàm kiếm rồi. Tiểu Phạn cũng lắc đầu, chỉ là nhập phàm. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, nói vậy là sao? Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên, phàm kiếm được chia làm 3 cấp độ, nhập phàm, siêu phàm, thoát phàm. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta chỉ mới nhập phàm thôi sao? Tiểu Phạn gật đầu, đối với ngươi mà nói, kiếm đạo vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên nói, đi dạo cùng ta một chút, sau đó ta đưa ngươi ra ngoài. Diệp Huyên cười nói, muốn đuổi ta đi à? Tiểu Phạn lắc đầu. Nơi này không phải sân khấu của ngươi, ngươi phải vẫy vùng, càng vẫy vùng nhiều càng có lợi. Tầng 9 nói, nàng ta nói có lý đấy, ngươi không thể phát triển tốt được, phải vùng vẫy. Diệp Huyên. Bên hồ. Diệp Huyên và Tiểu Phạn đang đi chậm chậm. Tiểu Phạn nhìn mặt hồ rồi nhẹ nhàng nói, trước đây tiên tri đã từng đi qua vùng đất Vĩnh Sinh, hắn đã để lại một ít thiện duyên ở nơi đó. Vì vậy với tư cách là truyền nhân của hắn. Ta đã lấy được một ít thiện quả. Nhưng ngục tối vô biên này thì khác, ở nơi đây hắn chỉ liếc qua vài lần rồi rời đi, vì vậy mà mọi việc phải cẩn thận. Mặc dù đã giác ngộ phàm kiếm, nhưng nơi này cũng có rất nhiều người có thể giết ngươi. Nói xong, nàng ta hơi ngừng lại một chút,
sau đó lại nói, trước kia ta đã từng vô địch thế gian, nhưng hiện tại ta không thể làm được nữa. Hiểu ý của ta không? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu Phạn khẽ gật đầu, hiểu được là tốt rồi. Cao thủ của các thời đại tụ tập trong thời đại này, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa, còn có một vài sự tồn tại chưa từng tiếp xúc qua, những sinh linh và người vốn không nên ở thời đại này nhưng lại xuất hiện tại đây, ta tin rằng không bao lâu nữa thế giới này thật sự thành quần ma loạn vũ. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đặc biệt đối với người rất nguy hiểm, biết không? Diệp Huyên trầm giọng nói, thư phòng. Tiểu Phạn gật đầu, thư phòng này rất không đơn giản. Diệp Huyên lấy thư phòng Vạn Duy ra, không phải chỉ là một thư phòng do tiên tri để lại thôi sao? Tiểu Phạn nhìn thoáng qua thư phòng Vạn Duy, nhẹ giọng nói, hắn rất mạnh, không đơn giản chỉ bởi thực lực của hắn, còn bởi vì sự hiểu biết của hắn về thế giới này. Nghiêm khắc mà nói, hắn là một học giả, hắn thấu hiểu rõ về bản chất của thế giới này, đây là điều mà trước kia chưa từng có người nào làm được. Nói xong, nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, năm đó ta đã cứng rắn chống lại ngũ duy kiếp, nhưng trực giác nói cho ta biết, nếu hắn đối đầu với ngũ duy kiếp, có thể sẽ không dùng vũ lực, hắn tuyệt đối không chỉ đơn thuần muốn đối kháng với ngũ duy kiếp một cách đơn giản như vậy. Mưu đồ của hắn quá thâm sâu, hơn nữa, hắn dùng là dương mưu, làm cho người phía sau không thể không thỏa hiệp. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của ngươi là tiên tri đang tính kế với ta. Tiểu Phạn nói, cũng đừng trách hắn không bằng tự trách ngươi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tiểu Phạn suy nghĩ, sau đó nói, thực lực yếu. Diệp Huyên, Tiểu Phạn lại nói, mặc kệ như thế nào, đừng để thư phòng này rơi vào tay kẻ khác. Diệp Huyên cười khổ, rất nhiều người đến tranh giành. Tiểu Phạn nói, giết. Diệp Huyên lắc đầu, rất nhiều người, ta không đánh lại được. Tiểu Phạn nói, ngày sau nếu có nguy hiểm, có thể tới nơi này, có ta ở đây, không ai có thể giết ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Phạn, cảm ơn. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên, ta không thích ngươi nói cảm ơn với ta. Diệp Huyên cười nói, ta chỉ là khách khí một chút. Tiểu Phạn mỉm cười, mặc kệ như thế nào, ta vẫn là Tiểu Phạn trước kia, ngươi cũng vẫn là chàng thiếu niên mặt dày lúc trước. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, da mặt ta cũng không phải dày lắm. Tiểu Phạn chớp chớp mắt, nói một cách dí dỏm, ta biết, cũng không phải quá dày, chỉ là phàm kiếm cũng không đâm xuyên được mà thôi. Diệp Huyên. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên rời khỏi Hoang Quốc. Trước cửa thành, Tiểu Phạn nhìn nơi Diệp Huyên rời đi, trầm tư không nói. Ở bên cạnh Tiểu Phạn, Hoang Tĩnh nhẹ giọng nói, rất quan tâm hắn. Tiểu Phạn nhẹ giọng nói, bởi vì hắn rất quan tâm ta. Lúc này, trong mắt nàng ta hiện lên hình ảnh Diệp Huyên từng gội đầu cho nàng ta. Một lát sau, Tiểu Phạn nói, trí nhớ ta mới khôi phục, nhưng thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, ta phải bế quan một đoạn thời gian. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Hoang Tĩnh trầm lặng một lát, sau đó nói, đóng cửa thành, mở phòng ấn, ở ẩn. A La chưa hoàn toàn khôi phục lại thực lực, Đại Hoang Quốc sẽ không xuất hiện lại với thế gian. Thời đại hiện nay đã không phải là thời đại của Đại Hoang Quốc. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Hoang Quốc, không thể không nói, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Nhưng hắn cũng biết, dù sao Tiểu Phạn cũng là A-La, nàng ta có trách nhiệm của mình, không thể nào giống như một nàng ta cứ đi theo hắn. May mắn là, ngày sau hắn đều có thể trở về bất cứ lúc nào. Trở lại ngục tối vô biên, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn mở lòng bàn tay ra. Kiếm Thiên Chu xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm Thiên Chu bây giờ đã là phàm kiếm. Mà thực lực bây giờ của hắn cũng đã có sự biến hóa long trời lở đất. Biến thành như thế nào thì hắn không biết. Hắn chỉ biết là, nếu gặp lại cao thủ cấp bậc cao như đế quân, hắn hoàn toàn không sợ, cộng thêm các loại bảo vật, hắn hoàn toàn có lòng tin giết chết đối phương. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, kỳ thật tiền bối, ta cũng khá bi đát. Người nói ta, sau mỗi lần thực lực của ta tăng lên, ta sẽ phát hiện, đối thủ của ta trở nên càng mạnh hơn. Tầng 9 nói, rất bình thường, thực lực càng mạnh, sẽ gặp được những người không giống nhau. Diệp Huyên lắc đầu, đến khi nào mới kết thúc đây? Tầng 9 nói, biến thành người giống như cô gái váy trắng, như vậy, người sẽ phát hiện,
tất cả mọi người đều là con kiến. Nếu có khác nhau, thì chỉ là kiến lớn và kiến nhỏ. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên thu hồi kiếm, sau đó đi đến hiệu cầm đồ Thiên Đạo. Trên đường đi, Diệp Huyên gặp một người, chính là bà lão cửu âm mà hắn gặp lúc mới đến đây, lúc này bà lão cửu âm đang đánh nhau rất kịch liệt cùng với một ông lão. Đúng lúc này, cửu âm đột nhiên bị đánh bay, sau khi dừng lại, bà ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ngươi là. Diệp Huyên mỉm cười, xin chào tiền bối. Cửu âm nhíu mày, rời khỏi đây. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão trước mặt bà, ông ta là. Cửu âm trầm giọng nói, Khô Dung lão nhân, muốn lấy mạng của ta. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Cửu âm lạnh nhạt nói, bởi vì một vài lợi ích. Mà lúc này, Khô Dung lão nhân kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, người từ ngoài đến. Diệp Huyên gật đầu, phải. Khô Dung lão nhân cười lạnh, một người từ ngoài đến vậy mà thật can đảm, đến nơi này lại còn dám đi lại trên con đường này. Diệp Huyên nhướng mày, không phục à? Cửu âm sửng sốt. Khô Dung lão nhân cũng sững người. Tầng 9 cũng cười ha ha, y biết. Thực lực của Diệp Huyên mới vừa đột phá, lúc này không kiêu căng thì lúc nào mới kiêu căng. Bây giờ Diệp Huyên đang muốn bành trường một chút, kiêu ngạo một chút. Bằng không, thực lực này đột phá có ý nghĩa gì? Lúc này, Khô Dung lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là ai? Ông ta không động thủ, bởi vì người kiêu ngạo như này chắc chắn có năng lực để kiêu ngạo. Diệp Huyên cả giận nói, đừng quan tâm ta là ai, đánh ta đi. Cửu âm. Khô Dung lão nhân nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên tức giận nói, không đánh ta, vậy thì ta đánh đây. Nói xong, hắn lập tức liền xông ra ngoài. Khô Dung lão nhân nhìn thấy vậy, sắc mặt thay đổi, ông ta đánh mạnh một quyền. Diệp Huyên chém một nhát kiếm. Khô Dung lão nhân bị nhát kiếm của Diệp Huyên đánh bay xa đến trăm trượng, sau khi dừng lại, sắc mặt của Khô Dung lão nhân thay đổi rõ rệt. Diệp Huyên cố ý giơ kiếm trong tay lên, không nói gì. Khô Dung lão nhân liếc nhìn kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên, ngay sau đó, đồng tử hắn chợt co rụt lại, phàm, đây là phàm kiếm. Diệp Huyên hài lòng gật đầu, rất có mắt nhìn, đây là phàm kiếm. Khô Dung lão nhân nhìn sâu vào Diệp Huyên, sau đó cung kính hành lễ, lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, vẫn mong các hạ thứ lỗi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nói, không đánh nữa à. Khô Dung lão nhân vội vàng nói, không đánh, ta không phải đối thủ của các hạ, vừa rồi có chỗ đắc tội, mong các hạ rộng lòng tha thứ, cầu xin các hạ. Diệp Huyên. Mà lúc này, Khô Dung lão nhân kia đã toát đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Phàm kiếm. Ông trời, thiếu niên trước mặt đây là phàm kiếm. Chính mình lại đắc tội với một nhân vật lớn như vậy. Lúc này, Diệp Huyên phất phất tay, đi đi. Nghe vậy, Khô Dung lão nhân như bỏ được gánh nặng, vội vàng cung kính hành lễ, sau đó xoay người rời đi, tốc độ của ông ta rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối con đường. Lúc này, cửu âm nhìn về phía Diệp Huyên, đã đạt tới phàm kiếm. Diệp Huyên gật đầu, vừa mới đây. Cửu âm nhìn sâu vào Diệp Huyên, lợi hại. Diệp Huyên cười nói, tiền bối. Cửu âm đột nhiên lắc đầu, ta không dám nhận hai chữ này. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối, đối với ta mà nói, ta tôn trọng một người, sẽ không bởi vì thực lực của người đó mạnh mới tôn trọng người đó, cũng sẽ không bởi vì thực lực của người đó không mạnh bằng ta mà không tôn trọng. Cửu âm im lặng. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta còn có việc, xin đi trước. Đúng rồi, ta đang đi đến hiệu cầm đồ Thiên Đạo, nếu có chuyện gì, có thể đến đó tìm ta. Cửu âm do dự một lát, sau đó nói, đã tìm ra sư phụ rồi. Diệp Huyên cười nói, tìm được rồi. Cửu âm gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyên mỉm cười, người cũng vậy. Nói xong, hắn xoay người đi về phía xa. Phía sau, cửu âm nhẹ giọng nói, thật sự là yêu nghiệt. Xa xa, Diệp Huyên không đi thẳng đến hiệu cầm đồ Thiên Đạo, hắn cứ chậm rãi ung dung đi trên những con đường kia. Lúc này, hắn vô cùng hy vọng có người đến gây phiền phức cho hắn. Nhưng mà, hắn phải thất vọng rồi. Đi dạo nửa ngày cũng không có một ai, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi dạo mấy con phố, nhưng mà vẫn không có người nào ra gây phiền phức cho hắn. Trên đường,
Diệp Huyên lắc đầu, thật chán. Một đối thủ cũng không có. Tầng 9 đột nhiên nói, có hơi kiêu căng rồi. Diệp Huyên cười ha ha, kiêu căng sao? Tầng 9 nói, nếu thật sự muốn tìm đối thủ, ta đề nghị đến một chỗ, có đi không? Diệp Huyên hỏi, chỗ nào? Tầng 9 nói, đi tìm người đàn ông áo trắng kia, đấu tay đôi. Người đàn ông áo trắng. Diệp Huyên cười lạnh, người nghĩ rằng ta sợ hắn ta sao? Chờ lão tử đi ra ngoài, ấn hắn xuống mặt đất ma sát. Tầng 9 cười ha ha, ta chỉ cười chút thôi, ha ha. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên không đi dạo lung tung nữa, hắn đi tới hiệu cầm đồ Thiên Đạo, mà lúc này, tiểu đạo cô nương cũng không ở trong hiệu cầm đồ. Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, sau đó hắn ngồi xuống sau quầy, nhẹ giọng nói, tiền bối, người nói tiểu đạo cô nương này lợi hại đến mức nào. Tầng 9 nói, không cảm nhận được. Diệp Huyên đang định nói, đúng lúc này, một cô gái có dáng người cao gầy, đầu đội mũ rộng vành bước vào. Cô gái đứng trước quầy, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ màu đen xuất hiện trên quầy, đôi cánh của ác ma thời cổ đại, cầm. Diệp Huyên chần chừ một lát, sau đó nói ta. Cô gái nhíu mày, có vấn đề. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, không, không có vấn đề. Nói xong, hắn cầm lấy nhẫn chứa đồ kia. Tầng 9. Đôi cánh của ác ma. Diệp Huyên mở nhẫn chứa đồ ra, không lâu sau, một đôi cánh xuất hiện phía trên quầy hàng. Đôi cánh này đen thui toàn bộ, còn tỏa ra một luồng tà khí hoang cổ. Đồ tốt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi cánh này, hắn có chút không thể bình tĩnh nổi. Luồng tà khí này quá mạnh, hơn nữa ngoài tà khí ra thì hắn còn cảm nhận được một luồng khí u ám. Luồng khí u ám này khiến hắn không thoải mái cho lắm. Lúc này, người con gái đó chợt nói, vật này có đáng giá không? Diệp Huyên nhìn người con gái rồi gật đầu, cũng được. Người con gái nói, ta muốn đổi một thứ từ chỗ các hạ. Diệp Huyên nhìn cô gái, thứ gì? Người con gái nói, đao bỉ ngạn. Đao bỉ ngạn. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đó là thứ đồ gì? Đúng lúc này, ở cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Diệp Huyên nhìn về phía cửa, tiểu đạo bước vào. Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyên rồi cười nói, sao rồi, người cũng có hứng thú với nghề này hả? Diệp Huyên nở nụ cười mỉa, thấy cô không có ở đây nên tôi tiếp khách thay cô một lúc, cô sẽ không tức giận chứ? Tiểu đạo đi đến trước quầy hàng, nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi nghiêm túc nói, có một số thứ, nhân quả rất lớn, đừng có mà dễ dàng dây vào. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Tiểu đạo lại nói, nếu như ngươi biết, vậy thì trả lại bút Thiên Đạo cho ta đi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, câu trước đó của cô là gì? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên rồi nói, có một số thứ nhân quả rất lớn, đừng có mà dễ dàng dây vào. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta không sợ. Tiểu đạo, nhân quả, sợ cái quái gì chứ? Dù sao thì Diệp Huyên hắn cũng không quan tâm, hơn nữa quan tâm thì cũng có ích gì chứ? Việc gì cần tới thì cuối cùng cũng phải tới thôi. Tiểu đạo lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía cô gái đội nón rộng vành ở bên cạnh, cô chắc chắn muốn đổi lấy cây đao kia. Cô gái đội nón rộng vành nói, đúng vậy. Tiểu đạo gật đầu, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một thanh đao với hình dáng có hơi kỳ quái bỗng xuất hiện trước mặt cô gái đó. Sở dĩ thanh đao này hơi kỳ quái là bởi vì hình dáng của nó giống như đao lại giống như kiếm, hơn nữa lưỡi đao lại giống như răng cưa. Đao bỉ ngạn. Diệp Huyên quan sát tỉ mỉ thanh đao đó một lúc, không lâu sau, nét mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng. Cấp bậc của thanh đao này chắc chắn không kém hơn kiếm Thiên Chu. Rốt cuộc tiểu đạo là quái vật gì vậy? Người con gái này tùy tiện lấy ra một món đồ cũng đã là một món ghê gớm rồi. Người con gái kia lấy thanh đao xong thì định rời khỏi đó, nhưng lúc này tiểu đạo chợt nói, này cô gái. Người con gái kia dừng bước. Nhìn về phía tiểu đạo khẽ mỉm cười, ta nhắc nhở cô một chút, thứ này một khi đã trao đổi thì không thể đổi ý được nữa. Người con gái kia gật đầu, ta sẽ không đổi ý đâu. Tiểu đạo nhẹ nhàng nói, không thể trấn áp được sao. Tay của người con gái kia khẽ run lên, sau đó gật đầu, nàng nhìn tiểu đạo, tiền bối, có lẽ cô biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn mong tiền bối ra tay giúp đỡ. Tiểu đạo lắc đầu, ta không thể giúp cô. Ta cũng không thể nhúng tay vào chuyện của thế gian này.
Dưới vành nón, sắc mặt cô gái trở nên u ám. Bấy giờ, tiểu đạo chợt nói, nhưng có người có thể giúp được cô. Người con gái kia ngẩng đầu nhìn tiểu đạo, là ai? Tiểu đạo chỉ về phía Diệp Huyên phía sau quầy hàng, hắn. Diệp Huyên ngây cả người. Người con gái đó ngoảnh đầu nhìn Diệp Huyên rồi lắc đầu, thực lực của hắn không kém nhưng vẫn không đủ. Diệp Huyên cũng vội vàng nói, đúng đúng, thực lực của ta không đủ. Bất kể là chuyện gì hắn cũng sẽ không giúp, đùa chứ, ai biết sẽ phải đối mặt với thứ gì. Người con gái này tiện tay lấy ra một đôi cánh như thế thì sẽ là một cô gái đơn giản sao? Mà việc đối phương gặp phải liệu sẽ là chuyện đơn giản ư? Hơn nữa, hắn vẫn có gì đó để phòng với tiểu đạo. Dù sao hắn cũng đã lừa mất của đối phương một cây bút thiên đạo rồi. Lúc này tiểu đạo khẽ mỉm cười, có lợi cũng không đi sao? Diệp Huyên lắc đầu, không đi không đi, có lợi cũng không đi, mà lợi gì? Ta muốn hỏi chút. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi là phàm kiếm đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo lại nói, nhưng bây giờ ngươi vẫn không thể đối đầu được với người đàn ông áo trắng kia, đặc biệt là trong tình huống không có A-La. Diệp Huyên im lặng một lúc. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi ra ngoài, chắc chắn sẽ chết. Bởi vì người nhắm vào ngươi không chỉ có người đàn ông áo trắng đó mà còn có một số người khác. Diệp Huyên hỏi, ai? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, nói về người đàn ông áo trắng này trước, ngươi biết người đàn ông áo trắng đưa ngươi vào đây là ai không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta không đưa tiền, cô sẽ nói sao? Tiểu đạo cười nói, nếu như ngươi đồng ý giúp nàng ấy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa còn cho ngươi vài lợi ích. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn hại chết ta. Tiểu đạo lắc đầu, có một số việc người khác làm chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nhưng ngươi làm thì không sao. Bởi vì ngươi không sợ nhân quả quấn quanh người. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, dựa vào cái gì mà cô nghĩ rằng ta không sợ. Tiểu đạo, người con gái kia không phải là đang gánh nhân quả thay ngươi sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy ta càng nên bớt dây vào chứ? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Đối với nàng ấy mà nói, một nhân quả và một vạn nhân quả cũng không có gì khác biệt. Thật ra những nhân quả này đối với nàng ấy mà nói đều là phù du. Chỉ có điều bởi vì liên quan đến ngươi nên nàng ấy không thể gắng gượng chặt đứt mà thôi. Nếu không thì với thực lực của nàng ấy, những nhân quả này chỉ cần một phát kiếm là xong. Diệp Huyên trầm ngâm không nói gì cả. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, trước tiên ngươi cứ nghe những lợi ích mà ta cho ngươi đã. Thứ nhất ta có thể nói cho ngươi biết người đàn ông áo trắng đó là ai, cho dù người khác biết cũng không dám dễ dàng nói với ngươi. Bởi vì thân phận của hắn đặc biệt, hơn nữa bây giờ trên thế giới này, người biết thân phận thực sự của hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà người biết chi tiết có lẽ chỉ có một mình ta. Ngoài ra, lợi ích thứ hai chính lão ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để sử dụng bút thiên đạo, để ngươi hoàn toàn nắm giữ nó. Nắm giữ bút thiên đạo. Diệp Huyên ngay lập tức có hơi lung lay. Bây giờ bút thiên đạo ở trong tay hắn, vậy mà chẳng có tác dụng gì. Tiểu đạo khẽ cười rồi nói, nếu như ngươi có thể nắm giữ được bút thiên đạo, một mình đấu với người con trai áo trắng kia sẽ không có bất kỳ áp lực nào. Thậm chí còn có thể giết được hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, lợi ích thứ ba thì sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, tìm một đồng minh cho ngươi. Đồng minh? Diệp Huyên hơi nhíu mày. Rất nhanh sau đó hắn quay người nhìn về phía cô gái kia, nàng ấy. Tiểu đạo gật đầu, nói chính xác là nàng ấy và thế lực phía sau nàng ấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, sẽ có nguy hiểm sao? Tiểu đạo gật đầu, có, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Diệp Huyên đang định nói gì đó thì tiểu đạo lại nói, nhưng rất nhiều lợi ích, không phải sao? Diệp Huyên nhìn tiểu đạo cô nương, nếu như cô ra tay... Có lẽ sẽ được giải quyết dễ dàng đúng không? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Nếu ta ra tay, sự việc chỉ có thể phức tạp thêm, với lại ta sẽ không đánh đấm giúp người khác. Diệp Huyên không hiểu cho lắm, vậy vì sao cô muốn ta giúp nàng ấy? Tiểu đạo nhẹ nhàng nói, coi như ngươi làm việc thiện đi. Diệp Huyên trầm ngâm. Làm việc thiện. Tất nhiên hắn không tin những lời nói sằng nói bậy của người con gái này. Bấy giờ. Tiểu đạo lại nói, đương nhiên ta cũng không ép buộc ngươi. Nếu như ngươi đồng ý thì đi,
còn nếu không đồng ý thì cũng không sao cả. Diệp Huyên im lặng giây lát. Do dự. Nếu như đi, lợi ích vô cùng rõ ràng, chuyện nắm giữ được bút thiên đạo đã khiến hắn lung lay rồi. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, lần này đi giúp chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Phải liều mạng sao? Dường như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, tiểu đạo đột nhiên cười nói, A-la đã không còn ở bên cạnh ngươi nữa, nếu như ngươi không liều thì ai sẽ giúp ngươi? Hay là bây giờ sau khi ra ngoài thì ngươi trốn đến vũ trụ tứ duy? Diệp Huyên gật đầu, cô nói có lý, nhưng mà ta vẫn muốn biết ta sẽ giúp nàng ấy làm việc gì. Lợi ích tuy tốt, nhưng nếu không có số hưởng thì có tác dụng quái gì chứ? Tiểu đạo cười nói, cũng không có gì, chỉ là giúp phong ấn một con ác ma thôi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ác ma là cái gì? Tiểu đạo lắc đầu, nó không phải là đồ vật, là một con ác ma, dù sao thì cứ như vậy đi. Nếu như ngươi đi thì giúp phong ấn một chút là được rồi. Đúng rồi, dùng thanh kiếm kia của ngươi ấy. Diệp Huyên không hiểu lắm, kiếm gì? Tiểu đạo mở lòng bàn tay ra, kiếm của tiểu thất lập tức xuất hiện trong tay nàng ta. Diệp Huyên hơi nhíu mày lại, dùng kiếm này. Tiểu đạo gật đầu, thanh kiếm này có vãng sinh chi lực, có một lực khắc chế cực mạnh đối với loại ác ma kia. Ngươi dùng thanh kiếm này phối hợp với đao bỉ ngạn cộng thêm sức lực của bọn họ. Nếu không xảy ra việc nào ngoài ý muốn thì có thể phong ấn con ác ma đó một khoảng thời gian. Việc ngoài ý muốn. Diệp Huyên trầm giọng nói, vẫn có thể xảy ra việc ngoài ý muốn sao? Tiểu đạo cười nói, mọi việc đều không có sự tuyệt đối, không phải sao? Diệp Huyên lặng im. Tiểu đạo nhún vai một cái, ngươi có thể đưa ra quyết định rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta đi. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải liều mạng. Tiểu đạo cười nói, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Huyên nói, vậy người đàn ông áo trắng kia là ai? Tiểu đạo nhẹ nhàng nói, hắn ta là người bảo hộ, ở thời đại Hàn Vũ Kỳ có một thế lực thần bí, thế lực này chính là người bảo hộ. Bọn họ tự xưng là người đi theo thiên đạo, mà dưới cái nhìn của bọn họ, ngũ duy kiếp là do thiên đạo giáng xuống. Bởi vậy khi người đời đều chống lại ngũ duy kiếp, bọn họ lại đón chào ngũ duy kiếp. Đồng thời bọn họ sẽ giết chết những người muốn liên minh chống lại ngũ duy kiếp. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, bọn họ điên cuồng như vậy sao? Tiểu đạo gật đầu, còn điên cuồng hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Thế lực này vô cùng mạnh, mỗi lần bọn họ xuất hiện đều là lúc ngũ duy kiếp xuất hiện. Mà sở dĩ bọn họ đối đầu với ngươi là bởi vì bọn họ cảm thấy thư phòng vạn duy mà tiên tri để lại có thể chống lại ngũ duy kiếp. Bởi vậy bọn họ muốn hủy diệt thư phòng này. Mà không phải là chiếm lấy thư phòng này. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngũ duy kiếp đó có phải là thiên đạo tạo ra không? Tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, ngũ duy kiếp chẳng liên quan gì đến thiên đạo. Nhưng từ xưa đến nay, căn bản tất cả mọi người đều cho là thiên đạo làm ra, thực ra thiên đạo khá oan ức. Mà bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, vị thiên đạo ban đầu kia đã ngủ say trong dòng sông dài của lịch sử. Ngũ duy kiếp cũng không ảnh hưởng tới người. Vì vậy mà bây giờ người căn bản mặc kệ chuyện thế gian, người khác cũng không thể tìm được người. Diệp Huyên nói, cô có thể tìm được người không? Tiểu đạo gật đầu, có thể, nhưng cái giá phải trả rất lớn, với lại cũng không nhất thiết phải làm phiền đến người. Diệp Huyên lại nói, một vấn đề cuối cùng, còn kẻ nào đối địch với ta? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, ai cũng có thể là kẻ địch của ngươi, bởi vì người muốn vượt qua ngũ duy kiếp, bọn họ sẽ muốn thư phòng của ngươi. Còn những người bảo hộ này, để ngũ duy kiếp bình an giáng thế, bọn họ cũng sẽ trừ khử ngươi. Vì vậy chúc mừng ngươi, kẻ địch của ngươi thật sự rất nhiều. Ngươi có sợ không? Có chút gì đó cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Huyên chợt hỏi, bọn họ đánh thắng được cô gái váy trắng sao? Nụ cười của tiểu đạo bỗng cứng ngắc lại. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo đi đến chiếc ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống, nàng ta rót một chén trà uống một ngụm. Sau đó lại nói, Diệp Huyên, đi đến bây giờ, ngươi hẳn phải hiểu rõ hoàn cảnh của ngươi, trừ phi ngươi chạy đến vũ trụ tứ duy tìm cô gái kia bảo vệ, nếu không với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi thấy mình có thể sống sót với đủ các thế lực lớn mạnh ở đây không? Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, nào, ngồi xuống đi. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, hắn đi đến trước mặt tiểu đạo rồi ngồi xuống.
Tiểu đạo lại nhìn đến cô gái đội mũ cách đó không xa, người cũng đến ngồi xuống đi. Cô gái gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên. Ba người ngồi vây quanh bàn. Tiểu đạo nhìn hai người, hôm nay, ta nói với các ngươi về thế giới này hiện tại, để các ngươi biết được thế giới này phức tạp như thế nào. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng muốn hiểu hơn về thế giới này hiện tại. Tiểu đạo nhìn cô gái kia, lúc trước kia, thánh gia ngươi chắc chắn là thế lực cao nhất, không ai dám trêu chọc, nhưng bây giờ thế lực mạnh hơn thánh gia ngươi cũng không hề ít. Cô gái trầm mặc. Tiểu đạo nhẹ nhàng dùng tay vẽ một vòng nhỏ trên bàn, trước tiên thì nói về vùng đất Vĩnh Sinh hay còn gọi là Vĩnh Sinh Chi Địa, nơi đó không nên gọi là Vĩnh Sinh Chi Địa mà tên là Dị Thú Kinh, được tạo bởi một kỳ nhân của thời đại Bạch Hắc năm đó, tên của kỳ nhân đó ta không tiện nói cho các ngươi, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, người này dù trong lịch sử dài đằng đẵng cũng có thể được xếp hạng cao. Ông tạo ra Dị Thú Kinh, thu nhận tất cả dị thú lớn mạnh của thời đại Bạch Hắc, với sự kỳ diệu này, dùng một cách có thể gọi là chiêu trò để vượt qua ngũ duy kiếp. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người đã nhìn thấy Trúc Long, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, thật ra, Trúc Long ở dị thú kinh không phải là dị thú đứng đầu, ở thời đại Bạch Hắc còn có một loại dị thú, thực lực còn cao hơn cả Trúc Long, thế nhưng kỳ nhân kia vẫn không đưa vào trong ghi chép. Diệp Huyên vội hỏi, vì sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, thượng thần, con thú này mới thật sự lớn mạnh, cho dù là vị kỳ nhân năm đó cũng không thể thu phục được nó. Diệp Huyên thấp giọng nói, còn sống không? Tiểu đạo gật đầu, vẫn còn sống. Diệp Huyên hỏi, ở đâu? Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyên, thế nào, người muốn đi đấu đơn với hắn sao? Diệp Huyên, tiểu đạo lắc đầu, tâm ngươi, nếu có thể trầm tĩnh một chút, thì làm gì đến nỗi bây giờ chỉ mới đột phá đến phàm kiếm? Diệp Huyên có phần không phục, ta cảm thấy thấy ta đã rất yêu nghiệt rồi. Cô gái bên cạnh nhìn Diệp Huyên, người bây giờ đều mặt dày như vậy sao? Diệp Huyên, tiểu đạo cười duyên, đừng hiểu lầm, chỉ có một mình hắn mà thôi. Nói rồi nàng ta nghiêm mặt nói, đừng có trêu đùa cợt nhả với ta, nếu ngươi không muốn nghe thì bây giờ có thể rời đi cùng nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, cô nương, ngươi cứ từ từ nói. Tiểu đạo gật đầu, nói về thời đại Bạch Hắc trước, thời đại Bạch Hắc còn có vài người rất xuất chúng, cơ bản ngươi đều đã từng gặp rồi. Một người trong đó chính là cái vị đã truyền tử nhân kinh cho ngươi, người này cũng xem như rất kinh người, đương nhiên trong cả lịch sử dài rằng giặc này, hắn có thể cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Còn có ông lão thợ rèn kia, thuật rèn của người này, đừng nói là ở thời đại Bạch Hắc mà cả ở thời đại Hàn Võ cũng không ai có thể sánh được với ông ta, là một nhân vật rất kinh khủng. Ông lão thợ rèn. Diệp Huyên gật đầu, thực lực ông lão kia tuy không biết như thế nào, nhưng thuật rèn kia quả thật rất mạnh. Lúc này, tiểu đạo lại nói, thời đại Bạch Hắc còn có một người không thể không nói đến. Diệp Huyên hỏi, ai? Tiểu đạo cười nói, chính là đệ cửu đang ở trong cơ thể ngươi kia. Đệ cửu. Nghe vậy, Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương cũng biết nàng ta. Tiểu đạo gật đầu, thực lực của nàng ta, so với người bây giờ còn mạnh hơn rất nhiều, có thể nói nếu như đấu đơn, thì trong cả lịch sử này, nàng ta có thể đứng trong 10 người đầu tiên. Diệp Huyên hỏi, cô gái váy trắng xếp thứ mấy? Vẻ mặt tươi cười của tiểu đạo thoáng chốc cứng đờ, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Huyên, sao ngươi không hỏi mình xếp thứ mấy? Diệp Huyên cười nhạt, ta không có ý gì khác, chỉ là rất muốn biết thực lực của nàng ấy. Tiểu đạo lắc đầu, ta không muốn nói với ngươi về nàng ta. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Vẻ mặt tiểu đạo vô cảm, ngươi đi hỏi nàng ta bản thân mạnh thế nào, chính nàng ta có thể cũng không biết được. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Tiểu đạo không nói gì, chỉ cầm chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Diệp Huyên vẫn muốn hỏi, lúc này đột nhiên âm thanh của tầng 9 vang lên, đại ca, bình thường ngươi cũng rất thông minh mà. Sao bây giờ đột nhiên lại giả điên vậy? Ý của nàng ta rất đơn giản, bây giờ cô gái váy trắng không có đối thủ, cho nên không ai biết được rốt cuộc nàng ta mạnh đến thế nào cả. Không có ai để tham chiếu thì làm sao ngươi so sánh được? Lấy ngươi để so, lấy ngươi đi so thì người ta chính là vô địch rồi, nói sao đây? Diệp Huyên. Tiểu đạo liếc nhìn bụng Diệp Huyên, sau đó nói, người trong cơ thể này của ngươi, thật ra cũng không đơn giản.
Tầng 9 cười ha ha, nào có, cũng chỉ tầm thường thôi. Tiểu đạo cười nói, các hạ không tầm thường chút nào. Diệp Huyên vội hỏi, nói về hắn đi. Tiểu đạo lắc đầu, người ta còn ở đây, ta nói người ta thế nào được. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, vậy ngươi nói ta đi, ta không để ý đâu, bọn họ nói nhân quả trên người ta rất nhiều, rốt cuộc là những nhân quả gì? Tiểu đạo hỏi ngược, ngươi có từng quan tâm đến những nhân quả này không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó lắc đầu, hình như chưa từng quan tâm. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, vậy thì đúng rồi, nếu ngươi đã không quan tâm thì biết đến bọn nó làm gì? Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, đột nhiên tiểu đạo lên tiếng, ngươi biết khuyết điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Diệp Huyên trầm giọng nói, là gì? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, chính là tâm ngươi vẫn chưa đủ trầm tĩnh, lần này nếu không phải A-La để ngươi giác ngộ thì e là ngươi vẫn còn chưa đạt đến được phàm kiếm đâu, với tính cách của ngươi, căn bản ngươi không bình tâm được. Dùng lòng tốt nhìn thế giới thì thế giới tốt đẹp, dùng tâm ác nhìn thế giới thì thế giới tràn ngập điều xấu xa. Dùng tâm tĩnh lặng nhìn thế giới thì tất thảy đều bình lặng. Tâm như thế nào, rất quan trọng. Diệp Huyên nói, ta là tâm gì? Tiểu đạo lạnh giọng, nóng nảy. Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu đạo hỏi, không phục. Diệp Huyên lắc đầu, phục. Tiểu đạo gật đầu, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao ngươi vẫn còn trẻ, không thể giống như mấy lão quái vật được, cứ từ từ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiểu đạo cô nương nói tiếp đi. Tiểu đạo gật đầu. Sau đó nói về đệ cửu, thật ra nàng ta không phải ở thời đại Bạch Hắc, nàng ta đã từng xuất hiện ở thời đại Hàn Võ, khi đó nàng ta suýt chút nữa đã tiêu diệt loài người. Tiêu diệt loài người. Diệp Huyên khẽ giật mí mắt, cô gái kia thực sự đã từng làm ra chuyện này. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, mặc dù nàng ta hận loài người nhưng lại không hận sinh linh khác, điểm này lại khiến ta có chút hoài nghi. Ngoài ra, nàng ta còn có một điểm kỳ lạ. Chính là cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ ngủ sâu. Diệp Huyên vội nói, là hết điện rồi. Có thể nàng ta phải sạc điện. Tiểu đạo cô nương, người biết sạc điện thế nào không? Tiểu đạo lạnh giọng nói, ta còn chưa nói xong. Diệp Huyên cười nhạt, ngươi tiếp tục nói đi. Tiểu đạo gật đầu, đệ cử cô nương này, lai lịch rất thần bí. Nàng ta tựa như bất chợt xuất hiện ở vũ trụ này vậy, không ai biết được lai lịch thật sự của nàng ta. Diệp Huyên trầm giọng, ngươi cũng không biết sao. Tiểu đạo cười nhẹ, chỉ cần ta muốn thì ta có thể biết được, nhưng ta không muốn đi thăm dò nàng ta, ta lại không giống như những người nào đó, thực lực chẳng ra sao nhưng cái gì cũng tò mò. Diệp Huyên đen mặt, cô gái này chắc chắn vẫn còn ghi hận chuyện bút thiên đạo. Tiểu đạo lại nói, những người khá lợi hại ở thời đại Bạch Hắc chính là những gì ta vừa mới nói, bây giờ nói với ngươi về thời đại Hàn Võ. Diệp Huyên trầm giọng, A-La. Tiểu đạo gật đầu, bất bại A-La, là nhân vật mang tính biểu tượng của thời đại Hàn Võ, quả thực nàng ta cũng có tư cách này. Năm đó, khi nàng ta mang theo quân chiến thần của mình đối đầu với ngũ duy kiếp thật sự rất oanh liệt, quân chiến thần đó dù ở bất kỳ ở thời đại nào cũng đều là cấp bậc đỉnh cao. Đáng tiếc, năm đó nàng ta vẫn thất bại, nhưng cũng không xem là hoàn toàn thất bại, dù sao nàng ta cũng bảo vệ được phần lớn người của Hoàng Quốc. Đối mặt với kiếp nạn đó cũng đã rất hiếm gặp rồi. Nói rồi nàng ta dừng một lát, lại nói, ở thời đại Hàn Võ, còn có một vài thiên chi kiêu tử, nhưng những người này ở trước mặt A-La cũng bị lu mờ. Diệp Huyên nói, người của ngục tối vô biên này đều đến từ thời đại Hàn Võ sao? Tiểu đạo lắc đầu, không hẳn là vậy, nơi này thật ra là một truyền tống trận, có thể truyền tống đi rất rất nhiều nơi, nói đơn giản thì đây là nơi giao thoa của vũ trụ vạn giới. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vũ trụ vạn giới. Tiểu đạo khẽ cười, vũ trụ ngũ duy thật ra rất rất lớn, trong vùng vũ trụ này lại chia ra rất nhiều vũ trụ nhỏ, nói đơn giản thì là vạn giới, mà nơi này chính là nơi giao thoa vạn giới, cho nên thế lực ở nơi này rất phức tạp. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngũ duy kiếp đối đầu với tất cả mọi nơi sao? Tiểu đạo gật đầu, đúng, ngũ duy kiếp đến thì tất cả vũ trụ đều phải chịu tẩy rửa, ngoại trừ những linh hồn kia. Về căn bản đều sẽ bị xóa sạch, đương nhiên, người của một vài thế lực mạnh kinh người, thì cũng sẽ sống sót được. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, tại sao ngươi lại biết được nhiều như vậy? Tiểu đạo cười nói, vấn đề này, không thể trả lời ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, nói thật,
hắn thật sự rất hiếu kỳ thân phận của Tiểu Đạo. Cô gái này, quá thần bí. Tiểu Đạo lại nói, dị thú thời đại Bạch Ác lại xuất hiện ở thế gian, A-la thời đại Hàn Võ lại xuất hiện ở thế gian, hiện tại, ác mà thời cổ đại cũng đang dục dịch ngóc đầu dậy, ngoài ra, người bảo vệ cũng lại xuất hiện ở thế gian. Nói rồi nàng ta nhìn về hướng hư vô duy độ ngoài cửa, nhẹ giọng nói, nơi hư vô duy độ kia e rằng cũng sắp có động tĩnh rồi. Diệp Huyên hỏi, rốt cuộc nơi hư vô duy độ là nơi thế nào? Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, một đám đang ngủ yên ở đó. Nói đến đây, đột nhiên nàng ta lắc đầu, không nói đến nơi đó. Ta nói với các ngươi nhiều như vậy chính là muốn nói cho các ngươi biết, các cao thủ của rất nhiều thời đại đều đã tập trung ở thời đại này rồi. Mà tất cả, nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, tất cả, đều sẽ xoay quanh ngươi, nói đúng hơn là xoay quanh thư phòng của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, bây giờ ta có thể mở thư phòng không? Tiểu Đạo gật đầu, có thể. Diệp Huyên đang định nói thì Tiểu Đạo lại cắt ngang, ngươi dám mở, thì phải chết. Phải chết. Diệp Huyên nhìn Tiểu Đạo, tại sao? Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, bởi vì thứ bên trong thư phòng là thứ mà bất kỳ ai trên thế giới này đều không thể từ chối được, cho dù lão ta, thì cũng muốn có. Đương nhiên ta sẽ đổi cách để đoạt lấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, bên trong rốt cuộc có gì? Tiểu Đạo lắc đầu, người không biết thì vẫn tốt hơn, bây giờ, người không khai quan, mọi người đều không dám động đậy, đều đang trông ngóng, nếu người khai quan thì bọn họ sẽ không trông ngóng nữa. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, thật ra, người có thể sống sót đến hiện tại thật sự phải cảm tạ cô gái váy trắng đó. Nếu không phải nàng ta thì ta cũng muốn tính kế người rồi. Đương nhiên bây giờ ta cũng đang tính kế ngươi, chẳng qua chỉ là cách thức không giống mà thôi. Diệp Huyên cười khổ, Tiểu Đạo cô nương lại rất thẳng thắn. Tiểu Đạo cười nhẹ, thiên hạ rộn ràng, đều chỉ vì lợi ích. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Tiểu Đạo đứng dậy, các ngươi nên lên đường thôi. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, bút thiên đạo kia. Tiểu Đạo khẽ cười, nàng ta mở lòng bàn tay, bút thiên đạo xuất hiện trong tay nàng ta. Nhìn bút thiên đạo trong tay, ánh mắt Tiểu Đạo có chút phức tạp, thực ra, bút này thật sự không nên đưa cho ngươi. Sắc mặt Diệp Huyên u ám, cô gái này sẽ không nuốt lời chứ. Như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, Tiểu Đạo khẽ cười, ngươi yên tâm, nếu đã nói cho ngươi thì ta sẽ không nuốt lời. Nói xong, nàng ta quan sát bút thiên đạo trong tay, sau đó đôi tay khẽ chạm bút thiên đạo, tiếp đó, nàng ta đưa cho Diệp Huyên. Tạm thời ta đã phong ấn ý chí thiên đạo bên trong cây bút này, bây giờ nó hoàn toàn trống rỗng, ngươi có thể dùng được rồi. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, như vậy là có thể rồi. Tiểu Đạo gật đầu, có thể rồi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, ngay sau đó bút thiên đạo kia lập tức run rẩy dữ dội, tiếp đó lập tức hóa thành luồng sáng đen đi vào giữa mi tâm Diệp Huyên. Lúc này, âm thanh của Tiểu Đạo vang lên trong đầu hắn, nhớ lấy. Bút thiên đạo này không phải thần vật bình thường, một khi sử dụng thì sẽ hủy thiên diệt địa, không đến mức bất đắc dĩ thì đừng sử dụng, nếu không, với thực lực hiện tại của ngươi, e rằng khó mà chống đỡ được sức lực của nó. Diệp Huyên mở mắt nhìn Tiểu Đạo, uy lực của nó mạnh thế nào? Tiểu Đạo lạnh giọng nói, sau này khi ngươi sử dụng thì sẽ biết thôi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, hiểu rồi. Tiểu Đạo cười nói, đi đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn cô gái bên cạnh, cô nương xưng hô thế nào. Cô gái thấp giọng nói, Thánh Liêm. Diệp Huyên gật đầu, Thánh Liêm cô nương, chúng ta đi thôi. Thánh Liêm khẽ gật đầu, các hạ đi theo ta. Nói xong, nàng ta đưa Diệp Huyên quay người rời đi. Mà khi đi đến cửa, Diệp Huyên đột nhiên quay người nhìn Tiểu Đạo cô nương, lần này ta đi chắc chắn sẽ có nguy hiểm, ta có thể mượn ngươi một ít trang bị bảo vệ không? Ta cam đoan sẽ trả lại. Tiểu Đạo lạnh giọng nói, ngươi chắc chắn sẽ trả lại. Diệp Huyên nghiêm túc nói, sẽ trả. Tiểu Đạo vẻ mặt vô cảm, cút mau đi. Diệp Huyên đen mặt, cô gái này lại không tin hắn. Hắn còn muốn nói gì đó thì Tiểu Đạo chợt lên tiếng, còn không cút thì ta sẽ lấy lại bút thiên đạo. Diệp Huyên quay người đi. Trong tiệm cầm đồ, Tiểu Đạo lắc đầu cười, đúng là nực cười. Trên đường. Diệp Huyên nhìn cô gái bên cạnh, Thánh Liêm cô nương, ác ma kia rất nguy hiểm sao?
Thánh Liêm gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyên trầm giọng nói, nguy hiểm cỡ nào? Thánh Liêm nhẹ giọng nói, nếu như xuất hiện, ta không biết nên nói sao, dù sao thì vô cùng nguy hiểm. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, tiểu đạo cô nương để ngươi đi với ta, chắc chắn có thâm ý, ta tin nàng ấy, cũng tin ngươi. Lần này chúng ta nhất định có thể phong ấn được ác ma kia. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Nếu đã nhận lợi ích từ tiểu đạo rồi đương nhiên phải cố hết sức. Ngay sau đó, Thánh Liêm dẫn theo Diệp Huyên đến một căn phòng nhỏ, trong căn phòng nhỏ là một truyền tống trận, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi vào trong truyền tống trận kia, sau đó, nàng ta và Diệp Huyên đã biến mất khỏi căn phòng. Mà sau khi hai người biến mất không lâu, một người mặc áo bào đen lại xuất hiện ở trước phòng. Người áo đen đang định đi vào thì lúc này, một âm thanh chợt vang lên từ sau lưng hắn ta, người đi vào thử xem. Người áo đen quay người nhìn. Sau lưng hắn ta không xa là một cô gái đang đứng. Tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn người áo đen, cút. Người áo đen trầm giọng nói, chúng ta không hề nhằm vào các hạ. Tiểu đạo cười nói, ta biết, thế nhưng ngươi vẫn phải cút đi. Người áo đen nói, chẳng phải các hạ nói sẽ không quan tâm chuyện thế tục này sao? Tiểu đạo gật đầu, ta đã từng nói như vậy, nhưng lúc này các ngươi không thể động vào hắn, vì bây giờ hắn đang làm việc cho ta. Người áo đen trầm mặc. Lúc này, toàn thân người áo đen bỗng nhiên bốc cháy. Người áo đen hoảng hốt trong lòng, hắn ta vội vàng kính cẩn hành lễ, các hạ, ta rút lui. Nói xong, hắn ta quay người biến mất nơi xa. Tiểu đạo ở chỗ cũ trầm mặc một lúc, lắc đầu, đúng là cái tên phiền phức, cô gái váy trắng kia không thấy phiền sao. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã rơi xuống, hắn mở mắt ra. Lúc này hắn đã ở trên một vùng thảo nguyên, bầu trời u ám, tạo cảm giác áp lực, xung quanh là đồng cỏ vô tận. Bên cạnh hắn là Thánh Liêm. Thánh Liêm nói, Diệp công tử, đi theo ta. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi theo Thánh Liêm đi về phía xa. Trên đường, Diệp Huyên hỏi, Thánh Liêm cô nương, Thánh gia ngươi là người vẫn luôn chịu trách nhiệm phòng ấn ác ma gì kia sao? Thánh Liêm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó. Lúc này đột nhiên Thánh Liêm lại nói, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn sang, cách đó không xa có một pháo đài cao, trên pháo đài cao đó có một đại trận phù văn to lớn, đại trận phù văn này giống như một vòng tròn lơ lửng bên trên pháo đài cao. Nhìn thấy đại trận phù văn này, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Phù văn này vô cùng huyền ảo, rất khác với phù văn đại đạo mà hiện tại hắn đang tiếp xúc. Phù văn thời kỳ cổ đại đã phát triển như thế nào rồi sao? Lúc này, một thanh niên chợt xuất hiện trước mặt Thánh Liêm và Diệp Huyên, người thanh niên liếc nhìn Diệp Huyên khẽ nhíu mày, sau đó hắn ta nhìn Thánh Liêm điện hạ, hắn là. Thánh Liêm nói, đến giúp đỡ. Giúp đỡ. Thanh niên chợt sững người, sau đó nhìn Diệp Huyên, hắn ta quan sát Diệp Huyên rồi nói, Thánh Liêm điện hạ, người đang đùa sao? Thánh Liêm chợt nói, tránh ra. Thanh niên trầm giọng nói, người biết là người ngoài không thể đi vào thánh bảo. Đột nhiên Diệp Huyên bật cười. Thanh niên chợt nhìn sang Diệp Huyên, lạnh giọng nói, rất buồn cười. Diệp Huyên bước ra nâng tay đánh ra một bạt tai, thanh niên kia chưa kịp phản ứng cả người đã lập tức bay ra ngoài. Diệp Huyên nhìn Thánh Liêm, đang định nói thì Thánh Liêm bỗng cất lời, đánh hay. Diệp Huyên cười nói, người không tức giận. Thánh Liêm lắc đầu, đáng đánh. Ngay lúc đó, thanh niên kia ở phía xa bỗng nhiên đứng dậy từ mặt đất, hắn ta ngây người một lúc. Vẻ mặt hiện tại đã trở nên hung hăng, hắn ta nhìn Diệp Huyên ở phía xa, sát ý trong mắt như hóa thành bản chất, hắn ta đang định ra tay thì lúc đó, một ông lão chợt xuất hiện trước mặt hắn ta. Thanh niên vội nói, đại trưởng lão. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đưa xuống, giam 3 tháng. Ông ta vừa dứt lời, hai cao thủ mặc áo bào gấm đã xuất hiện phía sau thanh niên kia sững người, sau đó vẻ mặt không hiểu, đại trưởng lão, tại sao? Ông lão nhìn thanh niên kia, người ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Thanh niên giống giận, ta không phục, đại trưởng lão tại sao lại vì một người ngoài mà nhốt ta? Đại trưởng lão đột nhiên nói, giam nửa năm. Thanh niên nhìn đại trưởng lão chằm chằm, giống giận ta không phục. Đại trưởng lão cau mày, lúc này bên cạnh lại vang lên âm thanh,
nếu lão ta cũng không phục. Diệp Huyên nghe thấy tiếng nhìn sang, cách đó không xa, một ông lão áo đen chậm rãi đi đến. Thanh niên nhìn ông lão áo đen, trầm giọng nói, xin nhị trưởng lão làm chủ cho ta. Nhị trưởng lão cười nói, người yên tâm, mặc dù thánh chủ còn đang bế quan, nhưng thánh gia ta không phải ai cũng có thể một tay che trời. Nói xong, ông ta nhìn đại trưởng lão, tại sao ông lại vì một người ngoài mà chèn ép đệ tử nhà mình? Đại trưởng lão vẻ mặt vô cảm, lão nhị, hôm nay ở trước mặt người ngoài, người muốn tranh cãi với ta. Nhị trưởng lão cười lạnh, tranh cãi. Đại trưởng lão, ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi lại vì một người ngoài không liên quan mà trách phạt đệ tử nhà mình như vậy? Lúc này, đột nhiên Thánh Liêm nói, hắn không phải người ngoài. Nhị trưởng lão nhìn Thánh Liêm, lạnh giọng nói, không phải người ngoài. Chẳng lẽ còn là người của ta hay sao? Thánh Liêm nhíu mày, nhị thúc, người đừng có vô cớ gây rối ở đây, hắn là... Vô cớ gây rối. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn giúp người ngoài. Thánh Liêm đang định nói, thì Diệp Huyên chợt lên tiếng, xem ra, thánh gia này không hoan nghênh ta rồi, nếu đã không hoan nghênh ta vậy thì ta đi vậy. Tạm biệt. Nói xong, hắn quay người chạy đi. Lúc này, trong lòng hắn đã cười như hoa rồi. Hắn đến đây giúp đỡ, thật ra trong lòng rất lo lắng, vì tiểu đạo đưa cho hắn lợi ích lớn như vậy để đến đây. Chắc chắn chuyện không hề đơn giản. Nhưng hắn làm người chính là như vậy, chuyện đã đồng ý với người khác thì chắc chắn phải làm được. Chỉ là khiến hắn không ngờ được, là người ở đây lại không hoan nghênh hắn. Giờ hắn rời đi, vậy thì không liên quan gì đến hắn rồi. Tiểu đạo chắc chắn cũng sẽ không vì vậy mà trách hắn. Mau trốn thôi. Mà lúc này, Thánh Liêm đột nhiên giữ Diệp Huyên lại, ngươi đừng đi. Diệp Huyên cười khổ nói, Thánh Liêm cô nương, ngươi mau buông tay đi, ngươi xem, người của tộc ngươi không hoan nghênh ta, nếu bọn họ đã không hoan nghênh ta thì chắc chắn ta không thể ở lại nơi này được, ngươi mau buông tay, ta muốn đi. Nói xong, hắn dùng sức muốn vùng thoát khỏi tay của Thánh Liêm, thế nhưng, Thánh Liêm lại giữ chặt cánh tay hắn, không, ngươi không thể đi. Muốn đi. Lúc này, nhị trưởng lão kia chợt cười lạnh nói, nơi này là chỗ ngươi muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi sao? Người đâu? Ông ta vừa nói xong, xung quanh bỗng xuất hiện một nhóm cao thủ thần bí. Thấy cảnh này, Diệp Huyên khẽ chớp mắt, ngay sau đó, hắn mạnh mẽ vùng thoát khỏi tay Thánh Liêm, hóa thành một luồng kiếm quang biến mất nơi chân trời. Bên dưới, nhị trưởng lão kia khẽ nhíu mày, ông ta vung tay phải, một luồng sáng trắng bay về phía chân trời. Ở phía chân trời Diệp Huyên đang định sử dụng giáp trúc long, nhưng như nghĩ gì đó. Hắn lại không dùng giáp trúc long, để mặc cho luồng sáng trắng kia đánh vào đầu hắn. Diệp Huyên bị luồng sáng trắng đánh trúng, nhưng lại không hề rơi xuống, mà trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Thấy vậy, nhị trưởng lão kia bên dưới ánh mắt chợt nghi hoặc, ông ta đang định ra tay thì lúc đó, Thánh Liêm bên cạnh đột nhiên nói, hắn là người của tiểu đạo cô nương. Nghe thấy thế, nhị trưởng lão chợt ngây người. Mà đại trưởng lão bỗng quay đầu nhìn Thánh Liêm, ông ta run giọng nói, người của tiểu đạo cô nương. Thánh Liêm gật đầu. Thấy vậy, sắc mặt nhị trưởng lão lập tức trở nên trắng bệch, chết rồi. Trong tiệm cầm đồ thiên đạo, tiểu đạo đang cầm một quyển sách cổ thích thú xem, thì lúc đó, một người đàn ông chợt xông vào. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, tiểu đạo cũng ngây người. Bấy giờ, cả người Diệp Huyên đều là máu, thoạt nhìn rất kinh khủng. Diệp Huyên vội chạy đến trước mắt tiểu đạo, rên rỉ tiểu đạo cô nương, bọn họ muốn giết ta kìa. Tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chuyện gì? Diệp Huyên chùi vết máu trên mặt, vừa lau máu lại càng chảy ra nhiều hơn. Diệp Huyên tức giận nói, người của thánh gia kia căn bản không hoan nghênh ta, bọn họ muốn giết ta. Nghe vậy, tiểu đạo nhíu mày, giết ngươi, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên chỉ vào cơ thể của mình, tiểu đạo cô nương, chẳng lẽ chuyện này còn có thể giả được sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên mặt không đổi, tiểu đạo cô nương, ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi sao? Nếu ngươi không tin thì ngươi đi hỏi bọn họ đi. Tiểu đạo hỏi, ngươi có nói lão ta bảo ngươi đi không? Diệp Huyên căm phẫn nói, ta còn chưa kịp nói thì bọn họ đã ra tay rồi.
Nói cái gì mà thánh gia không hoan nghênh người ngoài, cũng may ta chạy nhanh, nếu không có khi ta không còn gặp được ngươi nữa rồi. Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyên, lạnh giọng nói, ta không quá tin vào lời của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, trong lòng ngươi ta là kẻ khó tin tưởng đến vậy sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, đi, ta đi với ngươi đến thánh gia một chuyến. Diệp Huyên vội lắc đầu, không, ta không đi, bọn họ muốn đánh ta. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, nếu bọn họ thật sự như vậy thì ta xả giận thay ngươi. Diệp Huyên bĩu môi, ngươi lại không giúp người đánh nhau thì xả giận cái gì? Tiểu đạo lắc đầu, chuyện ác ma kia, không phải là chuyện đùa. Nói xong, nàng ta đứng dậy, ngay sau đó nàng ta và Diệp Huyên lập tức biến mất. Xuất hiện lần nữa, Diệp Huyên và tiểu đạo đã xuất hiện ở trước pháo đài kia của thánh gia. Lúc này, đại trưởng lão và cả nhị trưởng lão kia cùng với thánh liêm đã xuất hiện trước mặt hai người Diệp Huyên. Nhìn thấy tiểu đạo, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều biến sắc, hai người vội vàng kính cẩn thi lễ, bái kiến tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo nhìn hai người, vẻ mặt vô cảm, ai ra tay với ngươi? Nghe vậy, sắc mặt nhị trưởng lão trở nên có chút khó coi, ông ta run giọng nói, tiểu đạo cô nương, đây chỉ là hiểu lầm. Một hiểu lầm tai hại, lão phu không hề biết hắn là người của cô nương, nếu biết hắn là người của cô nương. Tiểu đạo bỗng vung tay, dừng dừng, ta không hứng thú nói với ngươi mấy chuyện này. Nói rồi, nàng ta nhìn thánh bảo kia, cười lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi. Diệp Huyên sững người, cứ vậy đi rồi. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, cơ thể tiểu đạo và hắn lập tức trở nên hư ảo. Lúc đó, trong thánh bảo kia chợt vang lên âm thanh, tiểu đạo tiền bối, dừng bước. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trong sân. Người này chính là thánh chủ hiện tại của thánh gia Thánh Thiên. Thế nhưng, tiểu đạo căn bản không hề dừng lại. Nàng ta và Diệp Huyên lập tức biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Thánh Thiên kia cũng sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một lúc sau, Thánh Thiên quay người nhìn đại trưởng lão và nhị trưởng lão, ngu xuẩn. Hai người khẽ cúi thấp đầu, không dám nói gì. Thánh Thiên khẽ nheo mắt, hai người các người bình thường tranh đấu cũng thôi đi. Lại dám tranh đấu khi ở bên ngoài, các người thật ngu xuẩn. Nhị trưởng lão do dự chốc lát. Sau đó nói, thánh chủ, tiểu đạo cô nương kia rốt cuộc là người thế nào? Thánh Thiên lạnh lùng liếc nhìn nhị trưởng lão, là người mà thánh gia ta không thể đắc tội, các người có biết năm đó, vì muốn xin nàng ta giúp đỡ, tiên tổ đã quỳ ở ngoài tiệm cầm đồ kia của nàng ta cả một tháng trời không? Quỳ một tháng trời. Nghe vậy, hai người nhị trưởng lão lập tức sững người. Quỳ cả một tháng. Năm đó tiên tổ thánh gia chính là cao thủ hàng đầu trong đất trời này đấy. Ông ta lại quỳ dưới chân người khác. Thánh Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, lần này để Liêm Nhi đến tiệm cầm đồ nàng ta cầm cố cánh ác ma kia, chính là muốn mời nàng ta ra tay lần nữa. Nếu nàng ta đã cử người đến cùng Liêm Nhi, hiển nhiên là đã đồng ý giúp đỡ chúng ta một lần nữa, nhưng ta không ngờ rằng, hai tên ngu xuẩn các ngươi lại khiến thiếu niên kia tức giận rời đi. Thật ngu ngốc. Nói rồi, gã ta hít sâu một hơi, sau đó nói, cũng do ta. Cuối cùng nàng ta tức giận hẳn là do ta không xuất hiện. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cúi đầu, không dám nói gì. Lúc này, Thánh Thiên đột nhiên nói, đao bỉ ngạn kia đã đến tay chưa? Thánh Liêm gật đầu, sau đó nàng mở lòng bàn tay, đao bỉ ngạn đã rơi xuống trước mặt Thánh Thiên. Thánh Thiên nhẹ giọng nói, cũng may đã đến tay rồi, nếu không e rằng phải đi cầu xin nàng ta, trước tiên không quan tâm đến nàng ta nữa, chúng ta đi phòng ấn ác ma kia. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Tiểu đạo dẫn theo Diệp Huyên trực tiếp quay về tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo ngồi trước bàn, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chẳng phải ngươi biết làm đồ ăn sao? Làm một ít thử xem. Diệp Huyên do dự sau đó cũng gật đầu. Bây giờ cô gái này có chút tức giận, không nên chọc nàng ta là tốt nhất. Không lâu sau, Diệp Huyên đã làm một bàn đồ ăn. Tiểu đạo gắp một miếng thịt nạc nếm thử. Sau đó cười nói quả là không tệ. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, tức giận sao? Tiểu đạo lắc đầu, không phải giận ngươi, chỉ là có hơi xúc động. Diệp Huyên hỏi, xúc động gì? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi có biết ác ma là gì không? Diệp Huyên lắc đầu.
Tiểu đạo cười nói, ác ma này, thật ra có phần tương tự với kiếm tu các ngươi, đều là người chủ nghĩa duy tâm. Bọn họ trước giờ đều không che giấu tà ác trong lòng, bọn họ nghĩ thế nào thì sẽ như vậy. Đương nhiên, kiếm tu và ác ma vẫn có sự khác biệt về bản chất, phần lớn kiếm tu đều sẽ có giới hạn của bản thân, nhưng ác ma thì không có, bọn họ càng buông thả dục vọng của bản thân thì thực lực càng lớn mạnh, bọn họ không có nhân tính, không có đạo đức, không có lễ nghĩa liêm sỉ, vô cùng tà ác. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, năm đó, lúc thánh chủ đời thứ nhất của thánh tộc tìm ta, vốn ta đã từ chối, bởi vì ta không muốn quan tâm chuyện thế gian này, nhưng hắn đã động được ta. Diệp Huyên hỏi, đả động thế nào? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, mới đầu, ta cho rằng thế gian này không hề có người tốt đơn thuần, nhưng ta đã sai rồi. Thế gian này, có người đơn thuần xấu xa, cũng có người đơn thuần tốt bụng. Hắn đến cầu xin ta giúp đỡ, không phải vì bản thân, cũng không phải vì thánh gia, mà là vì vô số chúng sinh năm đó. Ngươi không thể tưởng tượng được, hắn là một người mạnh thế nào nhưng lại quỳ trước của chỗ ta cả một tháng trời. Diệp Huyên trầm giọng nói, hắn thật sự không phải vì bản thân hay vì gia tộc mình sao? Tiểu đạo cười nói, ngươi cho rằng có người có thể lừa được ta sao? Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, hẳn là không có. Lừa cô gái này. Hẳn là không ai có thể lừa được cô gái này. Hắn không biết thực lực cô gái này thế nào, dù sao, chắc chắn hắn đánh không lại. Còn về trí thông minh của cô gái này, trước mắt thấy thì trí thông minh của cô gái này không hề thấp chút nào. Tiểu đạo lại nói, lần này, người đời sau của hắn tìm đến ta, vốn ta còn muốn giúp đỡ một phen, nhưng bây giờ xem ra, ác ma này nên xuất thế rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ngươi cũng không phải người nhỏ nhen, người lựa chọn không giúp, là vì nguyên do khác, có đúng khác. Tiểu đạo nói, sao ngươi biết ta không phải người nhỏ nhen? Diệp Huyên nói, trực giác. Tiểu đạo lắc đầu, thật ra, người sống mà, vui vẻ là quan trọng nhất. Ta cũng làm như vậy, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất, đương nhiên, sở dĩ chọn không giúp còn vì một nguyên do nữa, chính là thánh chủ hiện tại đã không phải vị thánh chủ năm đó nữa rồi, thánh chủ năm đó nhân nghĩa vô song, mà thánh chủ hiện tại. Nói rồi, nàng ta lại lắc đầu, thôi vậy, chuyện này không liên quan đến chúng ta, để tùy bọn họ đi thôi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, nếu ác ma xuất thế thì sẽ ra sao? Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyên, người sợ cái gì? Dù sao, ác ma kia chắc chắn sẽ không đến tìm người đầu tiên. Mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, bọn họ đến tìm ta làm gì, ta lại không chọc gì họ. Tiểu đạo cười nói, thư phòng. Sắc mặt Diệp Huyên u ám, không đến nỗi chứ. Tiểu đạo cười ha ha, Diệp Huyên à Diệp Huyên, ngươi có biết, nếu không phải vì một vài nguyên do thì ta cũng muốn thư phòng kia của ngươi rồi không? Thư phòng kia của ngươi không hề đơn giản. Có lợi rất lớn cho ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, sau này nếu ta khai quan thư phòng, trong đó có vật có lợi cho ngươi thì ta có thể đưa cho ngươi. Tiểu đại lắc đầu, đừng hứa với ta, sau này khi ngươi biết được trong đó là gì thì ngươi hãy nói câu này với ra, ta sẽ tin, còn bây giờ, ngươi có nói gì ta cũng sẽ không tin. Còn nữa, đừng có nghĩ muốn lấy lợi ích gì từ chỗ ta nữa, con người ngươi, quỷ kế quá nhiều. Ta cũng không muốn mấy lời đó của ngươi. Diệp Huyên. Ha ha. Lúc này, tầng 9 đột nhiên cười nói, cô gái này nhìn thấu mọi thứ. Tiểu tử ngươi chắc chắn là muốn lợi ích gì đó từ người ta. Vẻ mặt Diệp Huyên tối sầm, tiền bối, trong lòng người ta là người như vậy sao? Tầng 9 nói, không, ngươi so với ta nghĩ còn vô sỉ hơn gấp trăm lần. Ngươi là người vô sỉ nhất ta từng thấy, vì vậy. Bọn họ đều cho rằng ngươi là tiên tri chuyển thế, nhưng ta lại không nghĩ vậy, có 100 tiên tri cộng lại cũng không mặt dày được như ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, đột nhiên tiểu đạo lại nói, ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi giúp ta trông tiệm một lát. Diệp Huyên vội nói, tiểu đạo cô nương muốn đi đâu? Tiểu đạo nhún vai, làm chút chuyện vặt, đợi sau khi ta quay lại sẽ đưa ngươi đến tinh hà giới đi dạo, đưa ngươi đi mở mang tầm mắt. Nếu không thì ngươi sẽ quê lắm. Diệp Huyên. Tiểu đạo muốn rời đi, lúc này Diệp Huyên vội nói, nếu có người đến cầm đồ thì làm thế nào? Tiểu đạo khoát tay, tự ngươi xem rồi làm. Nói xong, nàng ta không buồn quay đầu đã biến mất nơi xa, nhưng rất nhanh sau đó, từ phía xa đã vang lên âm thanh, đồ ăn không tệ,
Đồ ăn không tệ. Diệp Huyên lắc đầu, hắn nhìn trên bàn, lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào Tiểu Đạo đã ăn sạch đồ ăn rồi. Diệp Huyên thu dọn chén đũa, hắn nhìn xung quanh sau đó đi đến phía sau quầy, tiền bối, người nói xem rốt cuộc Tiểu Đạo này là ai vậy? Từ thời cổ đến hiện tại, dường như không có chuyện gì mà nàng ta không biết cả. Tầng 9 nói, không biết, nhưng có một điểm có thể khẳng định, chính là nàng ta chắc chắn không phải người tầm thường. Diệp Huyên nói, nàng ta là loài người sao? Tầng 9 nói, không chắc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, người không chắc chắn. Tầng 9 nói, ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần tạm thời nàng ta không có ác ý với ngươi là được rồi. Diệp Huyên gật đầu, cũng đúng. Ngay lúc này, một ông lão đi vào, ông lão nhìn Diệp Huyên, Tiểu Đạo cô nương đâu? Diệp Huyên nói, nàng ta đi làm chút chuyện rồi, bảo ta trông tiệm. Ông lão ngơ ngác, sau đó nói, cậu là. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, ta là ca ca của Tiểu Đạo, nàng ấy vừa nhận ta là ca ca. Ông lão, tầng 9 chợt nói, ngươi không sợ bị đánh chết sao? Trong tiệm cầm đồ, ông lão nhìn Diệp Huyên, ca ca. Trong mắt ông ấy có một tia nghi hoặc, hiển nhiên, là không tin tưởng cho lắm. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, phải. Ông lão lắc đầu, Tiểu Hữu, nếu như Tiểu Đạo cô nương đã kêu ngươi ở lại chỗ này, thiết nghĩ có quan hệ với ngươi nhất định không bình thường, có điều, theo như ta biết, nàng ấy từ trước đến giờ làm gì có ca ca. Hơn nữa, thân phận của nàng ấy đặc biệt, còn ngươi, thì lại trẻ như vậy, cũng không phải là người từng trải, vậy nên, chắc ngươi chỉ là bằng hữu của nàng ấy thôi, đúng chứ? Mặt Diệp Huyên đen lại, người này không dễ lừa mà. Lúc này, ông lão cười nói, Tiểu Hữu, Tiểu Đạo cô nương có nói lúc nào sẽ quay lại không? Diệp Huyên lắc đầu, không, nàng ấy bảo ta trông tiệm, nếu như tiền bối có món gì muốn cầm cố, cũng có thể tìm ta. Ông lão nhìn Diệp Huyên một cái, do dự một chút rồi hỏi, ngươi. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, tiền bối không tin ta. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên. Ha ha. Lúc này, tầng 9 đột nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi đừng lừa người ta nữa. Thực lực của ông lão này, e là còn cao hơn cả gã đàn ông áo trắng kia, chút trò mèo này của ngươi mà cũng muốn lừa người ta, ngươi thực sự tưởng rằng người ta dễ sơi sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thực là không dễ lừa. Ông lão đột nhiên nói, Tiểu Hữu, có ngại nếu ta ở đây đợi Tiểu Đạo cô nương không? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là không rồi, mời tiền bối ngồi. Ông lão cung tay làm lễ, đa tạ. Nói xong, ông ấy bước đến một bên ngồi xuống. Diệp Huyên liền nhanh chóng pha cho ông lão một ấm trà, ông lão cũng không dám từ chối, liền nói cảm ơn. Ông lão khẽ nhấp một ngụm trà. Rồi nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu trẻ như vậy đã đạt đến phàm kiếm, quả nhiên là kỳ tài ngút trời mà. Diệp Huyên lắc đầu, chẳng qua chỉ vừa mới nhập phàm, không đáng nhắc đến. Ông lão cười nói, đã là rất không tầm thường rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, người là đến để cầm đồ, hay là đến để tìm Tiểu Đạo cô nương nhờ giúp đỡ? Ông lão trầm giọng nói, cả hai. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Đạo cô nương không dễ dàng đồng ý giúp người khác đâu. Ông lão thấp giọng thở dài, bất kể thế nào, cũng muốn thử một chút. Diệp Huyên gật đầu, chúc tiền bối may mắn. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu với Tiểu Đạo cô nương là. Diệp Huyên cười đáp, có thể coi là bằng hữu. Nàng ấy đã giúp đỡ ta không ít. Ông lão do dự một chút rồi nói, đã giúp đỡ ngươi không ít. Diệp Huyên gật đầu, chuyện này thì không có lừa tiền bối, nàng ấy quả thực đã giúp đỡ ta không ít. Ông lão khẽ nói, xem ra mối quan hệ giữa tiểu hữu với Tiểu Đạo cô nương không bình thường. Diệp Huyên mỉm cười một cái, không nói gì. Sau đó, Diệp Huyên bắt đầu tán gẫu với ông lão, mục đích của hắn vẫn là muốn nghe ngóng chuyện này chuyện kia, mà ông lão hiển nhiên cũng biết ý đồ của hắn, vẫn trả lời bình thường. Hiển nhiên là ông ấy cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với Diệp Huyên. Thánh bảo. Sau khi Diệp Huyên và Tiểu Đạo rời đi, Thánh chủ Thánh Thiên của Thánh gia dẫn một đám cường giả của Thánh gia đến phía trước một vực sâu, đứng bên cạnh vực sâu nhìn xuống, là một màu đen kịt, tựa như một hố đen khổng lồ. Mà ở dưới đáy vực sâu này, lại nghe rõ tiếng thở phì phò nặng nề. Ác ma. Dưới đáy vực sâu này, đang phong ấn một ác ma tới từ thời đại cổ xưa.
Đương nhiên, hiện giờ đã có rất ít người biết được sự đáng sợ của loại ác ma này, nhưng, thân làm thánh tộc phong ấn ác ma, bọn họ là những người vô cùng rõ sự đáng sợ của ác ma. Thánh Thiên đang nhìn xuống phía dưới, đứng bên cạnh hắn ta là 20 ông lão mặc trường bào màu vàng kim, trong tay những người đó đang cầm một quyển sách cổ màu vàng kim. Thánh Thiên xòe lòng bàn tay ra, trong tay hắn ta xuất hiện thanh đao Bỉ Ngạn, hắn ta nhìn xuống phía dưới, mặt không cảm xúc, phong. Lời vừa thốt ra, 20 ông lão phía sau hắn ta đột nhiên mở quyển sách cổ màu vàng kim ra, rồi bắt đầu đọc lên. Chẳng mấy chốc, từ trong những quyển sách cổ đó bay ra từng đường sáng màu vàng kim, mà thanh đao Bỉ Ngạn trong tay Thánh Thiên đột nhiên bay ra, những đường sáng màu vàng kim kia bắt đầu hội tụ lại trên thanh đao Bỉ Ngạn kia. Đao Bỉ Ngạn rung lên kịch liệt, ngay sau đó, từng đường sức mạnh thần bí lao xuống phía dưới vực sâu kia. Bỉ Ngạn. Đặc điểm lớn nhất của thanh đao Bỉ Ngạn này chính là có thể làm suy yếu sức mạnh của ác ma. Tiên tổ của thánh gia năm đó đi tìm tiểu đạo chính là vì để mượn thanh đao này, mới khống chế và thu phục được con ác ma này. Phía trên vực sâu, 20 ông lão nhanh chóng niệm kinh văn trong sách cổ, phía trên vực sâu bị một mảng ánh sáng màu vàng kim bao trùm. Mà sức mạnh thần bí trong thanh đao Bỉ Ngạn kia vẫn không ngừng lao về phía dưới vực, dần dần, tiếng thở phì phò dưới đáy vực kia đã càng lúc càng nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt của Thánh Thiên lập tức thả lỏng. Tiên tổ của Thánh gia đã từng vì thiên hạ mà phong ấn con ác ma này, nhưng, tiên tổ của Thánh gia lại chưa từng nghĩ đến đời sau phải làm sao. Hiện giờ Thánh Thiên không có nghĩ đến thiên hạ gì đó, mà hắn ta chỉ nghĩ đến Thánh gia của hiện tại. Bởi vì nếu như ác ma này xuất thế, thánh gia nhất định sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Xét cho cùng, thánh gia hiện giờ, không có thực lực lớn mạnh như tiên tổ đã từng. Khoảng chừng một canh giờ sau, dưới đáy vực, tiếng thở phì phò của con ác ma kia đã biến mất, mà toàn bộ miệng vực đã bị một mảng ánh sáng màu vàng kim bao trùm. Thánh Thiên bấm đốt ngón tay, đao Bỉ Ngạn đang lơ lửng trên mảng ánh sáng màu vàng kim kia, rung lên dữ dội. Một luồng sức mạnh to lớn dâng lên về phía vực sâu tựa như thủy triều. Qua thêm một canh giờ nữa, 20 ông lão kia mới cất sách cổ đi. Từ miệng vực, Thánh Thiên nhìn xuống phía dưới, khẽ mỉm cười, dễ hơn ta tưởng. Vậy sao? Chính vào lúc này, dưới đáy vực kia đột nhiên vang lên một giọng nói. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của tất cả mọi người đang có mặt đều kinh ngạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.